Chương 11 11 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vừa xuống máy bay, Hải Dương liền tiếp đến tiếp mục tổ phương diện điện thoại. Bởi vì trước kia liền có ước định, tiếp mục quay chụp theo xuống máy bay sau liền muốn bắt đầu. Cho nên vừa xuống máy bay, ở không hề rời đi ra cơ khẩu thời điểm, Hải Dương kiểm tra nổi lên một nhang cùng ba cái tiểu gia hỏa giả dạng. Trước nhìn xem một nhang, trắng nõn nhẵn nhụi không thể soi mói da thịt, lực thi bạc đại nhường này thanh lệ ngũ quan thoạt nhìn càng thêm tinh xảo, hơi vểnh lên khóe miệng nhường khí chất của nàng thoạt nhìn thiên hướng cho ôn nhu sạch sẽ. Diện mạo, khí chất, mặt, không có gì vấn đề. Nhìn nhìn lại ba cái tiểu gia hỏa, mặt giống nhau hưu nhàn thời trang trẻ em, lại đội đỉnh đầu mũ lưỡi trai, còn có kia trắng trắng non mềm tuấn tú ngũ quan, làm cho người ta cảm thấy khóc khóc manh. Quan trọng nhất hay là hắn nhóm này toàn gia nhan giá trị, cho dù khuyết thiếu dịp hoài cẩn này siêu cấp lớn sát khí, nhưng là này ba người đứng chung một chỗ tuyệt đối cũng là siêu cấp lượng mắt mù tồn tại. Không thấy được chung quanh một ít nhân tầm mắt đều liên tiếp dừng ở này toàn da trên người, trong mắt kia biểu lộ, cũng không chính là kinh diễm. Nghĩ, Hải Dương mở miệng, đợi lát nữa vừa ra đi tiếp một tổ sẽ cùng nhau quay chụp, ta không thể ra cảnh, ta nhường tiểu hứa trực tiếp đi theo các ngươi, kỳ thực cũng không cần sợ, xuất ra các ngươi tự nhiên trạng thái là đến nơi, hậu kỳ tiết mục tổ phương diện cũng sẽ cắt nối biên tập. Bởi vì biết mục nhang cũng không có quay chụp kinh nghiệm, cho nên Hải Dương lúc này càng là nghiêm cẩn dặn vài câu. Ân. Mục Nhan gật đầu, tim đập đích xác ở giờ khắc này có chút nhanh hơn, bất quá chỉnh thể tâm tình còn đang khống chế trong phạm vi. Sau khi nói xong, Hải Dương liền phụ giúp bản thân trương hành lý dẫn đầu đi ra ngoài lúc này một nhan xem bên người cầm bản thân tiểu trương hành lý bốn phía nhìn quanh ba cái tiểu gia hỏa ôm nhu nói đợi lát nữa đi ra ngoài thời điểm ngoan ngoãn ở mẹ bên người không thể chạy loạn mẹ ta sẽ không chạy loạn diệp vũ thánh vỗ bản thân bộ ngực cam đoan nói ta cũng sẽ không thể diệp vũ triếp giơ lên bản thân tay nhỏ bé nói xong thời điểm còn cố ý gật gật đầu ta sẽ ngoan ngoãn ở mẹ bên người về phần ít nhất dịp vũ hành kia cũng là dùng manh manh nải âm cường thịnh trở lại điều một lần một nhang xem nhu thuận ba người khóe miệng tươi cười càng nhu hòa theo thứ tự cấp ba cái tiểu gia hỏa một cái gò má hôn làm thưởng cho sau mang theo ba người cũng hướng ra cơ khẩu đi đến tiểu ngô còn lại là ở một bên phụ giúp một nhang cùng bản thân hành lý về phần ba cái tiểu gia hỏa tiểu trương hành lý tắt đều là tùy theo chính bọn họ phụ giúp một nhang còn lại là ở một bên chiếu cố ba người phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Gia có đứa nhỏ, ở ngoài thật đúng rất khó an tâm, chỉ hy vọng bọn họ có thể luôn luôn tại bản thân tầm mắt nội. Ba cái tiểu gia hỏa cũng không biết nói bản thân mẹ quan tâm, ba người khí thế dân trào kéo bản thân tiểu ô tô rương hành lý đi ở một nhang đằng trước một chút, giống như là ở dẫn đường giống nhau. Tam bào thai tổ hợp ở một mức độ nào đó cũng thập phần hấp dẫn nhân chú ý, qua đường nhân xem manh manh tam bào thai, đều có chút nhịn không được dừng bước lại xem, lại nhìn phía sau mẹ, trong lòng đều nhịn không được phát ra một ít cảm khái. Mẹ xinh đẹp như vậy, bảo bối nhóm khó trách khả ái như vậy. Mà có như vậy đáng yêu tam bào thai, này mẹ cũng là có phúc khí. Không ít người qua đường nghĩ như thế, ở xuất ra ra cơ khẩu thời điểm, đột nhiên trong lúc đó thấy được mấy đài máy quay phim đối diện bọn họ phương hướng. Rất nhiều người cái thứ nhất ý tưởng là, chẳng lẽ có cái gì minh tinh sao? đại gia nhất thời chung quanh tìm kiếm lên thậm chí có người đã lấy ra di động đến chuẩn bị quay chụp lấy cầu cùng minh tinh nhóm đến một hồi ngẫu ngộ đúng lúc này rất nhiều người nhìn đến theo một nhang cùng tam bào thai di động này đó máy quay phim liền bắt đầu hướng tới bọn họ di động hơn nữa vẫn là một người dẫn đường bọn họ đi ra ngoài giờ phút này rất nhiều người mới ý thức đến nguyên lai like này mẹ cùng tam bào thai mới là minh tinh lại nhắc đến này mẹ cùng tam bào thai kia đều dài hơn minh tinh mặt nhưng là rất nhiều người vẫn là không có cách nào khác cùng vị ấy vòng giải trí minh tinh tương tự bất quá đã có quay chụp sớm hay muộn hẳn là hội phóng xuất như vậy nghĩ tuy có chút nhân chụp ảnh nhưng là rất nhanh sẽ phao đến sau đầu mà có một số người tuy rằng phát đến bản thân ủy bộ chờ công chúng sân thượng nhưng bởi vì bản thân nhiệt độ không cao cũng không có nhấc lên cái gì sóng gió này tạm không nói đến đã nói một nhang một hàng. Ở theo ra cơ khẩu xuất ra sau, xem này nhắm ngay bản thân quay chụp máy quay phim, ba cái tiểu gia hỏa đã rất hiếu kỳ, bất quá bởi vì người chung quanh vây càng ngày càng nhiều, ba cái tiểu gia hỏa không có phía trước tự tại, chính là trở lại một nhang bên người, cắt cao theo ở thân thể của nàng một bên, xem chung quanh một ít nhân viên công tác giống như là quái cao lương giống nhau. Một nhang biết bọn họ lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy hội có một chút sợ hãi, tạm thời không nói cái gì chính là nắm chặt thời gian mang theo ba cái tiểu gia hỏa thượng tiết một tổ xe lên xe sau xem xe đằng trước còn tại đối với bọn họ quay chụp nhiếp tượng sư thúc thúc còn có góc xó một cái camera ba cái tiểu gia hỏa mới nhỏ giọng hỏi ra miệng mẹ bọn họ vì sao luôn luôn muốn chụp chúng ta là mẹ trước ngươi nói chụp tiết mục sao diệp vũ thánh nhìn nhìn camera sau hỏi trong giọng nói mang theo không hiểu còn lại Diệp Vũ Triết cùng Diệp Vũ Hành hai người cũng là chớp ánh mắt xem một nhang. Ân, ừ, chính là mẹ nói với các ngươi tiết mục, bất quá này tiết mục không là bỗng chốc có thể chụp hoàng, cần luôn luôn quay chụp, lựa chọn tương đối đẹp mắt hình ảnh. Mục nhang nhẫn nại nói. Chúng ta đây đến lúc đó muốn đi toilet làm sao bây giờ? Nếu thúc thúc còn đi theo ta chụp lời nói, ta sẽ thẹn thùng. Đột nhiên trong lúc đó, lão đại Diệp Vũ triết toát ra như vậy một câu nói, thần sắc thoạt nhìn thật đúng có vài phần rối rắm. Không nói một nhang, chính đang lái xe lái xe cùng quay chụp nhiếp tượng sư đều nhịn không được trộn nở nụ cười. Thúc thúc sẽ không chụp ngươi đi toilet. Một nhang bất đắc dĩ đáp, sau đó bắt đầu cẩn thận dùng ba cái tiểu gia hỏa có thể nghe hiểu lời nói giải thích lục này tiết mục là chuyện gì xảy ra. Chủ yếu vẫn là ngày hôm qua mang ba cái tiểu gia hỏa đi khu vui chơi đùa duyên cớ, hơn nửa mặt sau cho nên bọn họ chính là cùng ba cái tiểu gia hỏa nói qua muốn đi chụp tiết mục nhưng là cụ thể chụp cái gì lại không căn bản là chưa kịp cùng ba cái tiểu gia hỏa nói lục tiết mục chuyện hiện tại vừa vặn thừa dịp cơ hội này nói nói đã nói xong rồi là lữ hành mỹ thực tiết mục đoạn này không ý nghĩa lời nói hẳn là sẽ bị cắt nối biên tập điệu đi mà chờ một nhan nói có thể ăn đến ăn ngon gì đó sau ba cái tiểu gia hỏa ánh mắt bỗng chốc sáng ăn ngon gì đó bọn họ thích ăn đâu nhất là dịp vũ triết, còn kém không cử hai tay hai chân tỏ vẻ bản thân cao hứng. Mẹ, hữu hảo ăn, luôn luôn cầm nhiếp tượng sư chụp chúng ta đều không quan hệ. Dịp vũ triết ở một phen thâm tư thuộc lự sau, thập phần nghiêm cẩn nói. Hảo. Một nhang một ngụm đáp lại, sở trường nhéo nhéo dịp vũ triết khuôn mặt. Ai nha? Nhà nàng bảo bối làm sao lại như vậy đáng yêu, như vậy manh đâu? Ở ấm áp bầu không khí hạ, xe đã đến khách sạn. Đến khách sạn phòng sau, một nhan bắt đầu cấp 3 cái tiểu gia hỏa tiến hành đơn giản rửa mặt chải đầu, sau khi kết thúc làm cho bọn họ đơn giản nghỉ ngơi một chút. Khả hiển nhiên, tiểu hài tử tinh lực rất tràn đầy. Bắt đầu cùng nhau tại đây gian trong phòng nhàn bắt đầu đi dạo. Tuy rằng nói trong phòng nghiên cứu có máy quay phim cùng nhiếp tượng sư, nhưng là cơ bản đều ẩn ẩn nấp rồi. Ở một nhan sau khi giải thích, ba cái tiểu gia hỏa đối máy quay phim cùng với nhiếp tượng sư thái độ rõ ràng có vẻ tự tại hơn phát hiện máy quay phim sẽ cùng theo bọn họ chuyển động sau ba người còn trực tiếp ngoạn nổi lên ngươi đụng đến ta trốn trò chơi đồng thời tò mò ba người còn phát hiện trong phòng trong phòng nhỏ còn có nhiếp tượng sư thúc thúc ở vỗ lão đại diệp vũ thánh còn cố ý chui đi vào xem tình huống bên trong trong khoảng thời gian ngắn trong phòng hơn bọn nhỏ chơi đùa ngoạn náo động đến thanh âm cấp trong phòng thêm không ít tức giận mà ở đơn giản thu thập sau, một nhan không biết kế tiếp muốn làm cái gì thời điểm, chung cửa vang. Mở cửa, là nhân viên công tác đưa tới cái thứ nhất nhiệm vụ tạp. Xem kia một trương thật to phong thư, ba cái tiểu gia hỏa lập tức liền buông tha cho bọn họ máy quay phim đồ chơi, tò mò kiểm mũi chân xem, tự hồ muốn xem đến nơi đây mặt có cái gì. Các ngươi ba cái cấp mẹ niệm niệm. Xem ba cái khẩn cấp bộ dáng, một nhan mở ra sau, đem bên trong cứng rắn tạp giấy giao đến lão đại diệp vũ thánh trong tay tiếp nhận sau tam khỏa tiểu đầu nhất thời tiến đến cùng nhau sau đó bắt đầu cùng kêu lên niệm lên thỉnh khách quý sau giữa trưa đến thành đô có tiếng mỹ thực phố chi nhất thảo đường ăn uống vòng hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ dựa theo hình ảnh thượng sở cấp manh mối hoàn thành nhiệm vụ đạt được manh mối tìm kiếm khách quý kế tiếp hai ngày cần khai trương cửa hàng nói xong sau ba người tò mò phiên một chút tạp giấy liền nhìn đến mặt sau họa một trương loại nhỏ bản đồ trên bản đồ còn có rất nhiều sáp lá cờ địa phương mẹ đây là muốn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tìm cửa hàng diệp vũ thánh trước tiên đã đem toàn bộ sự tình vuốt rõ ràng nói xong sau một bộ cầu khen ngợi bộ dáng ta biết này tiểu lá cờ bia địa phương là chúng ta muốn đi làm nhiệm vụ địa phương diệp vũ triết cũng không cam yếu thế nói diệp vũ hành gặp bản thân có thể nói đều bị các ca ca nói xong trầm tư một chút, tổng kết nói. Mẹ, chúng ta muốn đi này đó tiểu lá cờ bia địa phương hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tìm được chúng ta muốn đi cửa hàng. Ân, ừ, các ngươi đều bỗng bỗng. Xem ba cái trật tự rõ ràng nói chuyện, một nhan nhịn không được nở nụ cười, sau đó vỗ vỗ ba người tiểu mông nói. Đi lấy thượng của các ngươi túi sách, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ đi. Hảo. Ba người nghe, lập tức vui vẻ vui vẻ lấy này nọ đi một lát sau, nhất đại tam tiểu mang theo đồng khoản mũ liền xuất môn, lên tàu tiết một tổ an bày xe, bốn người đến mục đích. Từ lúc điều hòa xe cuối xuống đến, nhiệt khí trực diện đánh tới. Mà bọn họ hiện tại lưu lại địa phương chính là trên bản đồ biểu hiện mới bắt đầu điểm, võ hầu từ đường cái. Võ hầu từ đường cái dựa vào cho võ hầu từ tồn tại, trừ bỏ có cổ kính kiến trúc ở ngoài, cũng có mỹ vị đồ ăn. Lúc này, đứng ở lộ khẩu thượng, có thể cảm giác được kia từng trận bay tới, quanh quẩn ở mũi đồ ăn hương khí. Ba cái tiểu gia hỏa đứng ở tại chỗ thật sâu hít một hơi sau, ánh mắt đều đã bắt đầu hướng này mỹ thực quán nhỏ phiêu di đi qua. Dạo qua một vòng sau cuối cùng dừng ở một nhang trên người, tha thiết mong nhìn. Mùi này nói thật sự là rất câu dẫn cục cưng nhóm vị. Sáp nhập phiếu tên sách tác giả có chuyện muốn nói. Ha ha, đã quên nói tiếng, 520 cấp đại gia phát 52 cái hồng bao, sao sao đát. Chương 12 12 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một nhang buồn cười xem bọn họ giống như đói biểu cảm, chính là bốn phía nhìn quanh không nói chuyện. Cuối cùng, thật là tam con lớn bản thân nhịn không được. Nhẹ nhàng mà hoạt động bước chân, ba người ở một nhang trước mặt làm thành một vòng tròn. Mẹ, bên kia gì đó nghe thấy đứng lên thơm quá a à. Diệp Vũ Thánh dùng sức nghẹn, cuối cùng nghẹn ra như vậy một câu nói xuất ra. Hơn nữa nhìn qua thật sự thật sự tốt lắm ăn. Diệp Vũ Triết theo sát sau đó nói, hắn lúc này có thể nghĩ đến từ liền một cái, thì phải là ăn. Về phần ít nhất Diệp Vũ Hành, đầu vừa chuyển nói. Ăn no chúng ta mới có khí lực làm nhiệm vụ. Ba cái tiểu gia hỏa dùng bất đồng lời nói nói xong, kia mắt to ướt sủng, nhìn qua thập phần thành khẩn. Tại như vậy ánh mắt hạ, một nhan thật sự kiên trì bất quá 10 giây, bất quá nàng cũng chưa quên, bản thân là tới chụp tiết mục. Ở ba người chờ mong ánh mắt hạ mở miệng nói. Chúng ta hôm nay là có nhiệm vụ ở trên người, chờ nhiệm vụ làm xong sau, mẹ lại mang bọn ngươi ăn được ăn. Nên nhường con trai của tự mình nhóm đều hiểu được việc có nặng nhẹ, bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ làm tiết mục. Được rồi. Diệp Vũ Triết hơi có chút thất lạc nói, bất quá rất nhanh sẽ đã khởi tinh thần đến đây. Khi hiện tại chúng ta trước nhìn xem bản đồ. Nói xong, một nhan đem bản đồ đem ra, sau đó ngồi xổm xuống thân mình nhường ba cái tiểu gia hỏa cũng có thể nhìn đến. Một nhan nhìn nhìn bản đồ, nhìn nhìn lại chung quanh, muốn tìm ra bọn họ cái thứ nhất nhiệm vụ. Cuối cùng, vẫn là Diệp Vũ hành tay mắt lanh lẹ chỉ vào một cửa hàng nói. Mẹ, xem, khi gia điếm cửa làm ra vẽ một cái tiểu lá cờ. Theo dịp vũ hành chỉ vào là một nhà rõ ràng mặt tiền cửa hàng so khác gia phải lớn hơn thượng không ít cửa hàng. Cửa hàng đại môn giữ rõ ràng lộ vẽ một cái màu đỏ tiểu lá cờ. Này không thể nghi ngờ đang nói minh nhà này điếm là bọn họ cái thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu. Mẹ, chúng ta mau đi đi. Xác định sau, dịp vũ thánh cùng dịp vũ triết hai người kéo một nhang liền hướng tới nhà này cửa hàng đi đến. Diệp Vũ Hành còn lại là ở phía sau chậm du du đi theo, nhìn đến mẹ cùng các ca ca cách khá xa, thế này mới bước bản thân tiểu đoạn chân chạy đi lên. Hoàn thành thổ bối ăn vặt. Đứng ở cửa khẩu, Diệp Vũ Thánh mở miệng nhớ kỹ điếm danh. Mục nhan nghe xong, nhịn không được cười cười, lão đại, không là thổ bối, là bá. Đã biết. Diệp Vũ Thánh đáp lời, ánh mắt tả hữu vòng vo một chút, sau đó che giấu thông thường lôi kéo Mục nhan vào cửa bốn người vào cửa thời điểm, bởi vì là hơn 3 giờ chiều, lúc này trong tiệm khách nhân không là rất nhiều, cho nên bốn người mục tiêu hiển nhiên thật rõ ràng, cơ bản trong phòng ánh mắt mọi người xoát xoát đều dừng ở bọn họ trên người. Xem phía sau bọn họ cùng chụp máy quay phim sau, những khách nhân phản ứng không đồng nhất, có lấy này nọ che mặt mình, có trực tiếp lấy ra di động đối với bọn họ vỗ, bất quá hiển nhiên, đối xinh đẹp mục nhang cùng đáng yêu tam bào thai vẫn là có như vậy vài phần hảo kỳ ba cái tiểu gia hỏa không có bận tâm người chung quanh ánh mắt ở tiến vào sau liền thẳng đến quầy mà đi gọi món ăn trước quầy đứng là lão bản nương bởi vì sớm cùng tiết mục tổ có thông qua khí tự nhiên là biết hôm nay đến bọn họ trong tiệm lục tiết mục nhân trung có tam bào thai a à di nơi này là không phải có thể làm nhiệm vụ đêm khởi mũi chân môi quầy diệp vũ thánh nải thanh nải khí nói mặt sau mà đến dịp vũ triết cùng dịp vũ hành cũng làm cùng nhà mình ca ca giống nhau động tác tam trương manh manh đắt khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện tại bản thân trước mặt lão bản nương xem đều cảm thấy bản thân mềm lòng hồ không ít lại nhìn phía sau một nhang lão bản nương ở trong lòng ám than một tiếng có phút lớn sau đó cười mở miệng nói ta có thể nói cho các ngươi nhiệm vụ nhưng là muốn các ngươi mỗi người hôn ta một chút có thể chứ mẹ nói qua không thể tùy tiện thân người khác Diệp Vũ Thánh có chút rối rắm nói, hắn muốn nhanh chút giúp mẹ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là mẹ nói qua không thể tùy tiện thân người khác làm sao bây giờ. Nói xong, Diệp Vũ Thánh quay đầu nhìn thoáng qua Mục Nhan, đầy mắt đều là mẹ làm sao bây giờ. Mục Nhan thấy thế, đi lên phía trước ngăn cản, lão bản nương đối con trai của mình nhóm đùa giỡn, "Lão bản nương, làm nhiệm vụ là ta, bằng không, ta thân ngươi một cái." Lão bản nương bị mục nhang này giải vây lời nói biến thành nhịn không được cười lên một tiếng, xem ba cái tiểu gia hỏa thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, nhất thời vui vẻ. Đùa tiểu hài tử quả nhiên hảo ngoạn a à. Kinh ho một tiếng, ở bọn nhỏ chờ mong ánh mắt hạ nói. Vậy ngươi nhóm liền thân ái các ngươi mẹ đi. Thân hoàng ta và các ngươi nói nhiệm vụ. Ba người vừa nghe, ánh mắt nhất thời sáng. Mẹ, mau ngồi sổng xuống. Diệp Vũ Triết vội vàng đối với Mục Nhan thúc giục nói. Mục Nhan theo lời ngồi sổng xuống thân mình, nhất ngồi sổng xuống, ba cái tiểu gia hỏa giống như là tiểu pháo đốt giống nhau vọt đi lại, sau đó ở Mục Nhan trên mặt lưu lại ẩm đát đát vừa hôn. Thân hoàng sau, tam khỏa tiểu đầu xoát xoát nhìn về phía lão bản nương. Lão bản nương thấy thế, thiện ý cười sau liền bắt đầu nói nhiệm vụ. Trên thực tế Mục Nhan phải làm nhiệm vụ cũng rất đơn giản, lựa chọn trong tiệm giống nhau chiêu bài đồ ăn tiến hành thay đổi, nhưng trong tiệm lão khách nhân có thể ăn xuất ra hơn nửa tán thành tân bản đồ ăn thức, khách nhân đạt tới 10 cái cái này đại biểu cho nhiệm vụ thành công. Mục nhang tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Nhận sau, lão bản nương trực tiếp liền cho mục nhang một phần trong tiệm thực đơn, làm cho nàng lựa chọn cần cải tiến đặc sắc đồ ăn. Nước ngọt mặt, mì cây thành đô, thịt bò vung mặt nồi thiếp, phấn chân sườn, vợ chồng phế phiến đậu món canh, xuyên bắt bánh bột lọc, đường đỏ ngũ giáp. Xem xuống dưới, đều có thể nói là thành đô bản địa ăn vặt. Trong đó có rất đại một phần mục nhang đều ở địa phương khác ăn qua, thậm chí còn dựa theo trên Internet thực đơn bản thân thử làm qua, nhưng là ở bản địa ăn nhưng là chưa ăn quá. Rất nhanh, mục nhang đã tuyển định bản thân muốn làm thay đổi đặc sắc đồ ăn, mì cây thành đô bởi vì nàng lúc trước ở chế tác thời điểm cũng đã dựa theo thành đô bản địa khẩu vị tiến hành rồi nho nhỏ thay đổi, thay đổi sau mì cây thành đô xem như nàng ưa mặt loại. Bất quá ở chính thức bắt đầu phía trước, một nhan tính toán bản thân trước thử ăn một chén này trong tiệm mì cây thành đô. Nghe được một nhan yêu cầu, lão bản nương trực tiếp sẽ đồng ý, lập tức nhường đầu bếp làm một chén xuất ra, trừ này đó ra, cũng cầm một ít tiểu dạng ăn vặt. Đương nhiên, này đó là cái ba cái tiểu gia hỏa chuẩn bị. Bảo bối nhóm, đây là cho các ngươi ăn. Lão bản nương hòa ái đối với ba cái tiểu gia hỏa nói. Cám ơn A Di. Ở trưng cầu một nhan đồng ý sau, ba cái tiểu gia hỏa lập tức nói lời cảm tạ nói. Đợi đến này nọ đi lên sau, ba cái tiểu gia hỏa tay trái một cái xuyến, tay phải một cái xuyến, ăn ngon bất khoái sống. Mà một nhan cũng thường nổi lên nhà này mì cây thành đô làm bổn điếm đặc sắc chi nhất, này mì cây thành đô hương vị tự nhiên là không kém. Ở nhập khẩu kia một cái chớp mắt, một nhang ánh mắt liền sáng. Mì sợi tế bạc, lỗ nước tô hương, mặn đạm thích hợp, còn mang theo nhàn nhạt lạc vị, làm cho người ta ăn thứ nhất khẩu đã nghĩ ăn thứ hai khẩu. Sau đó xem tam con lớn một mặt khác cầu bộ dáng, một nhang đã đem thừa lại mì cây thành đô phân cho ba cái tiểu gia hỏa, sau đó liền chuẩn bị đi theo lão bản nương về phía sau trù. Các ngươi ba cái liền ở bên ngoài giúp lão bản nương tiếp đón khách nhân có thể chứ? Một nhan xem vùi đầu khổ ăn ba cái tiểu gia hỏa, bất đắc dĩ hỏi. Mẹ tái kiến. Ba người nhất trí nói, ở Mỹ thực trước mặt, bọn họ lựa chọn ở lại đại sảnh. Ân, giúp a di tiếp đón khách nhân, thuận tiện. Ăn 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 ngon. Yên tâm đi. Bọn họ ở trong tiệm không có vấn đề. Lão bản nương vội vàng nói, nàng chuẩn bị đợi lát nữa nhường này ba cái tiểu gia hỏa cấp trong tiệm chiêu nào chiêu nấy khách nhân tam bào thai cái gì thật sự là nhận người một bên một nhang trầm mặt một chút con trai của nàng nhóm vì ăn vứt bỏ nàng nàng còn có thể làm sao bây giờ lúc này sau trù lý sở hữu đầu bếp đều đang vội lục xem lão bản nương mang theo một nhang tiến vào nhìn thoáng qua đánh một tiếng tiếp đón liền tiếp tục vội vàng chính mình sự tình dù sao đợi lát nữa cao phong kỳ đã đến, sẽ làm nhân vội lún cuốn tay chân, bọn họ gia vị tương chấp có thể sớm một chút chuẩn bị tốt hội cho bọn hắn giảm đi không ít thời gian. Lúc này lão bản nương đem một nhang đưa một cái mập mạp đầu bếp bên người, này là chúng ta trong tiệm làm mì cây thành đô một tay, của người thay đổi bản mì cây thành đô nhu muốn được đến của hắn tán thành tài năng bình thường xuất hiện tại chúng ta điếm chiêu bài thượng. Sau đó, lão bản nương đã đem không gian lưu cho hai người, chạy nhanh ra sau trù. Đậu tiểu hài tử đi lâu. Tài liệu đều chuẩn bị cho ngươi tốt lắm, ngươi trực tiếp động thủ đi. Béo đầu bếp nhìn nhìn một nhang, lại nhìn nhìn một bên nhiếp tượng sư, trực tiếp đã nói nói, sau đó liền xử ở một bên làm bàn quan. Hắn đối làm loại này mỹ thực tiếp mục đầu bếp, trù nghệ còn là có chút hoài nghi, nhất là một nhang, lúc này một bộ ngăn nắp lượng lệ bộ dáng, căn bản là không giống như là một cái đầu bếp trong lòng hắn càng thiên hướng cho, đối phương là tới làm tú. Mục Nhan cũng không biết vị này béo đầu bếp ý tưởng, xem bày biện chỉnh tề tài liệu, bắt đầu rửa tay, vây vây đâu, chụp mũ. Làm tốt tất cả những thứ này sau, Mục Nhan trước tiên mượn qua diện đoàn bắt đầu đơn giản lại xoa xoa mặt. Xem Mục Nhan động tác, béo đầu bếp ánh mắt lóe lóe, này nhu mặt động tác vẫn là rất chuyên nghiệp. Nhu hảo diện đoàn sau, bắt đầu dùng chài cán bột cán mặt, đem mặt cán thành khinh bạc một mảnh vải lên sạch sẽ bột mì sau đó đem da mặt gấp sau đó cắt thành đều đều lớn nhỏ cuối cùng dựa theo giống nhau phân lượng chuẩn bị cho tốt phóng ở một bên lại sái mặt trên phấn một loạt xếp mì sợi cứ như vậy làm thành có tương đương một phần tươi mới mì sợi sau chỉ để lại một phần thừa lại bị một nhang dùng giữ tươi màng bao hảo phóng tới một bên giữ tươi trong quầy mà trong tay phần này mì sợi đem từ một nhang vì béo đầu bếp làm một phần mì cây thành đô. Trước đem thủy thiêu khai, ở trong nồi phóng thượng một tầng vỉ hấp bố, đem mì sợi bình phô ở mặt trên, chưng 10 phút. Ở chân mì sợi thời điểm, một nhang bên này đã chuẩn bị tốt thịt heo hãm, rau xà lách, cà rốt, nấm hương, đậu nha, giá đổ mạc, củ lạc, đậu tử, hồng du, tỏi mạc, gừng mạc, hạt tiêu, mỡ heo. Đem chưng hoàng mì sợi thu hồi, sửa sang lại một chút phóng ở một bên phóng mát sau, mục nhang đã thiêu nóng nồi bắt đầu chuẩn bị gia vị. Ở đấy nồi gia nhập mỡ heo, mỡ heo hóa khai sau, gia nhập tỏi mạc, gừng mạc, hạt tiêu, chờ ra mùi sau, đem thịt heo hãm để vào nồi trung bạo sau, biến sắc sau bắt đầu gia nhập thiết đinh sau cà rốt, nấm hương, đậu nha, giá đổ mạc, củ lạc, đậu tử tiếp tục phiên sau. Phiên sau sau khi kết thúc, gia nhập gia vị, hồng du, muối, kê tinh, một chút dầu vừng, sinh trừ, tương chấp hình thành mới xuất hiện nồi, để liêu hoàn thành. Lập tức bắt đầu nấu mặt, đem mì sợi để vào nước sôi lý nấu chín, đồng thời ở mì sợi mau thuộc khi gia nhập rau xà lách, lao khởi sau đặt ở trong chén, đem phía trước để liêu ngã vào mì sợi thượng. Nóng bỏng để liêu kiêu ở trên mặt, nháy mắt phiêu khởi từng đợt mùi, thẳng tắp hướng hiện trường nhân trong lỗ mũi chui đi. Nhìn nhìn lại nấu tốt mặt, từ bạch bát thượng trên cùng một tầng sắc màu tiên diễm xứng đồ ăn nhường chỉnh bát mì đều sáng rõ lên một bên xanh mượt rau xà lách càng là đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng xem đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên làm cho người ta nhịn không được ngón rõ đại khai cùng chụp nhíp tượng sư càng là cẩn thận cho này một mâm đồ ăn một cái đặc tả làm thật là rất dễ nhìn tốt lắm một nhang xem một bên béo đầu bếp nói hơn nữa cầm một đôi chiếc đũa tính cả bác đưa đến béo đầu bếp trước mặt. Béo đầu bếp bởi vì một nhan lộ chiêu thức ấy trong lòng đối một nhang có điều cảm thấy, ở ngửi chấp mũi hương khí, sớm vừa bác đũa tiếp xuống dưới, sau đó dùng chiếc đũa đem mì sợi cùng để lưu quấy đều. Sau đó, hấp lưu một tiếng, đem thứ nhất khẩu mì sợi ăn vào miệng. Thứ nhất cà lâm hoàng, không lo lắng đánh giá, béo đầu bếp lập tức liền ăn thượng thứ hai khẩu. Này một cái góc nhất thời chỉ còn lại có béo đầu bếp ăn mì thanh âm một bên nhiếp tượng sư nhóm xem tình cảnh này giết hầu không khỏi mà giật giật xem đối phương ăn đều cảm thấy ăn ngon a à. liên tục ăn vài khẩu béo đầu bếp này mới ngừng lại được đối với một nhan vương một cái ngón tay cái nói ngươi quá quan sau khi nói xong lưng quá thân mình đem một nhan một chén mặt trực tiếp cấp giải quyết liền ngay cả kia để liêu cũng chưa thừa lại một Cùng lúc đó, bên ngoài, được đến thông tri lão bản nương lập tức liền phân phó bản thân viên công ở đại môn khẩu cùng với trong tiệm đều quải thượng một cái chiêu bài. Hôm nay đề cử. Mì cây thành đô. Sắp nhập phiếu tên sách tác giả có chuyện muốn nói. Hôm nay trì hoãn một chút, về sau đều là giữa trưa 12 điểm tả hữu đổi mới, sao sao đát này nhất chương tiếp tục phát 20 cái hồng bao. Chương 13 13 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com cũng bởi vì càng ngày càng tiếp cận cơm điểm mặc kệ là tới du khách vẫn là phụ cận một ít lão khách hàng đều bắt đầu dần dần đến cửa đến đây nhớ được bản thân đáp ứng quá mẹ phải giúp vội tiếp đón khách nhân ăn uống no đủ tam bào thai hành động không dùng hết bản nương giao đãi ba người đầu thấu ở cùng nhau nói thầm vài câu sau liền vui vẻ vui vẻ chạy đến ngoài cửa đi quay chụp ba cái tiểu gia hỏa nhiếp tượng sư nhóm thấy đến một màn như vậy, chạy nhanh liền dẫn theo máy quay phim chạy đi lên. Này ba cái tiểu gia hỏa tính toán làm cái gì đâu? Lão bản nương cũng chú ý tới ba cái tiểu gia hỏa động tĩnh, mặc dù có nhiếp tượng sư ở, bất quá nàng cũng là tiểu meo meo theo đi lên. Chờ hai phương đều theo sau thời điểm, mới phát hiện ba cái tiểu gia hỏa chỉ là vì đứng ở cửa khẩu chiêu khách nhân mà thôi lão bản nương xem ở cửa đối với khách nhân hô, hoan nghênh quan lâm, ba cái tiểu nải âm, trên mặt nhất thời cười thành một đóa hoa. Ôi, nhà này đứa nhỏ thế nào dưỡng? Thế nào thế nào xem thế nào đáng yêu đâu? Ân. Ừ. Đại khái là ăn con nê tô lớn lên. Lão bản nương ở một bên âm thầm thưởng thức một lát sau liền chiêu đại khách nhân đi. Tam bào thai đáng yêu như thế, liền làm cho bọn họ ở ứng có trên vũ đài sáng lên nóng lên đi không thấy được ngoài cửa hảo nhiều khách hàng cho dù không có ăn cơm tính toán đều nhịn không được dừng lại xem tam bào thai sao sao. Lúc này, đứng ở một loạt ba cái tiểu gia hỏa xem vây xem ở chung quanh khách nhân, cầm đầu Diệp Vũ Thánh lập tức cười ngọt ngào, các ngươi muốn vào đến ăn cơm sao? Bên trong có cái gì ăn ngon? Có khách đứng ở ngoài cửa cười đậu nói. Đồng thời, cũng có người lấy di động lập tức chụp nổi lên video clip, gần nhất thiển cận tầng thập phần hồng náo nhiệt hỏa, rất nhiều người ra ngoài chơi đều dưỡng thành quay chụp đoạn video clip thói quen. Xem như vậy manh tam bào thai, bọn họ đều cảm thấy chụp được đến nhất định có thể tiểu hỏa một phen. Lúc này, Diệp Vũ Thánh lập tức cho nhà mình lão nhị Diệp Vũ Triết một ánh mắt. Nói lên ăn, vẫn là Diệp Vũ Triết tương đối am hiểu. Vừa thu lại đến ánh mắt ý bảo, Diệp Vũ Triết lập tức liền mở miệng bô bô nói lên, mì cây thành đô, nước ngọt mặt, hải vị khoanh tay, thịt bò vung mặt, đậu món canh phấn chân sườn vợ chồng phế phiến nồi thiếp hoàng kim gạo nếp cao hồng du khoanh tay xuyên bắt bánh bột lọc băng phấn sinh tiên bao đường đỏ bánh nướng thật nhiều ăn ngon đâu một hơi dịp vũ triết đem tự mình biết nói tên đồ ăn toàn bộ đều cấp nói ra nói xong sau chung quanh này du khách bùng bùng phòng lên chưởng đứa nhỏ này cũng liền năm sáu tuổi đi vậy mà lợi hại như vậy có thể nói nhiều như vậy tên đồ ăn. Có người còn lại là tiếp tục nói. Khi phương diện này cái gì ăn ngon nhất? Mì cây thành đô. Ít nhất Diệp Vũ Hành lập tức xen mồm nói, hắn nhưng là nghe được, mẹ phải làm nhiệm vụ cùng mì cây thành đô có liên quan, kia tự nhiên là thôi mì cây thành đô. Mẹ hắn làm gì đó là thiên hạ ăn ngon nhất mỹ thực. Diệp Vũ triết nghe, rối rắm nhất tiểu hạ, kỳ thực hắn cảm thấy hoàng kim gạo nếp cao ăn ngon nhất, quá đệ đệ đều nói như vậy, hắn không thể sách đệ đệ đài. Sau đó nghiêm cẩn gật gật đầu nói. Mì cây thành đô ăn ngon nhất. Diệp Vũ Thánh lúc này cũng nghĩ tới, đi theo gật gật đầu. Ba người đứng ở nơi đó một mặt nghiêm cẩn biểu cảm thật là đáng yêu đến nổ mạnh. Hiện trường không ít người nghĩ đã muốn ăn, kia còn không bằng đến nhà này ăn, còn có thể đậu đậu tiểu gia hỏa đâu. Chúng ta đây đi vào ăn cơm, có thể theo các ngươi chụp trương chiếu sao. Có du khách hỏi. Có thể a, à, không thành vấn đề. Diệp Vũ Thánh khí phách 10 phần tuyên bố nói. Sau đó thật đúng nhất lên một trận khách nhân triều. Rất nhiều khách nhân đứng ở cửa khẩu cùng ăn con neto lớn lên tam bào thai chụp quá chiếu sau liền vào trong tiệm. Nhất ba lại nhất ba, bên trong lão bản nương đều phải nhạt sai lệch miệng. Sau đó ở những khách nhân đều phải điểm mì cây thành đô thời điểm, lão bản nương ám khoa ba cái tiểu gia hỏa thông minh còn biết cho bọn hắn mẹ kiếm khách nhân. Bất quá, này còn phải lão khách nhân mới được. Chính là có bọn họ này nhất tuyên truyền, mười bát mì nhiệm vụ hẳn là thật dễ dàng hoàn thành. Chính là tạm thời muốn vất vả bên trong một nhang là được. Đích xác, đang nhìn đến một chuỗi dài đơn đặt hàng sau, một nhang liền lâm vào ngựa không dừng vó nấu mặt giữa, trong tay đều không có một khắc ngừng lại, may mắn tài liệu có một bên đầu bếp hỗ trợ, nhưng một nhang có thể nhẹ một hơi. Bất quá một nhang lúc này cũng có chút kỳ quái, thế nào nghe béo đầu bếp nói, hôm nay điểm mì cây thành đô nhân đặc biệt nhiều. Còn không biết bị nhà mình ba cái bảo bối hố một nhang rất nhanh tiếp tục đầu nhập đến làm mì cây thành đô giữa, làm được mặt sau, khi tốc độ là trà sát cỏ dân cao lên. Hố mẹ nó tam bào thai ở hấp dẫn một đám lại một đám du khách sau, rốt cục hấp dẫn du khách ở ngoài một ít lão khách hàng. Chu sấm chính là ở phụ cận cư dân chi nhất, lần này hắn có bằng hữu tìm đến hắn ngoạn hắn tự nhiên là tính toán mang theo bằng hữu đến ăn nói ăn vặt hoàng gia thổ bá ăn vặt xem như này một thế hệ bản địa đặc sắc ăn vặt tối toàn một nhà chính hắn cũng thường xuyên ở trong này ăn không nghĩ tới lúc này đây đến vậy mà hội gặp phải tam bào thai xem bằng hữu đồ một phen tam bào thai hơn nữa cùng nhau đi vào sau đang nhìn đến trong tiệm đại đa số mọi người ở ăn mì cây thành đô sau hắn bằng hữu đều điểm mì cây thành đô tuy rằng hắn thường xuyên cũng ăn nhưng nhìn đến có một số người trong chén mì cây thành đô tựa hồ cùng trước kia không giống với cho nên hắn cũng đi theo điểm một lát sau tam bát mì cây thành đô đi theo cái khác ăn vặt lục tục lên đây xem này tân đi lên mì cây thành đô chu sấm ánh mắt nhất thời sáng quả nhiên có cải tiến a này nhan sắc so với trước kia tiên diễm hơn xem đều làm cho người ta thèm ăn đại khai ngay tại chu sấm chuẩn bị động thủ nếm thử mùi này nói có không có biến hóa thời điểm, hắn bằng hữu bỗng chốc ngăn trở. Như vậy xinh đẹp mì cây thành đô, làm cho ta trước chụp tấm hình trước. Các bằng hữu lập tức mượn di động chụp nổi lên ảnh chụp. Chụp hoàng sau lập tức liền chia sẻ đến bằng hữu vòng, sau đó này mới bắt đầu cảm thấy mỹ mãn ăn lên. Chu sấm tự nhiên là khẩn cấp động thủ ăn. Vừa vào khẩu, hắn liền lập tức cảm giác được này mì cây thành đô cùng dĩ vãng bất đồng thật là ăn quá ngon hương vị thượng cùng phía trước mì cây thành đô vẫn là có một chút tương tự chính là không biết vì sao vừa vào khẩu chính là cảm giác đặc biệt ăn ngon đồng dạng có ăn kính mì sợi nhưng là mặt trên lại mang theo một loại nồng đậm hương khí còn có kia tiên hương phối liệu ăn vào đi cảm giác đều có thể để cho mình đem đầu lưỡi ăn luôn này một chén bên trong quan trọng nhất vẫn là hoàn toàn mới phối liệu đi nghĩ chu sấm xem bạn của tự mình bọn họ hai cái cũng đang ở cuối đầu nghiêm cẩn mà thành kính ăn ở chú ý tới chu sấm ở xem bọn hắn sau lập tức liền đối với chu sấm giơ ngón tay cái lên thật sự ăn ngon ha 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 ta cũng cảm thấy chu sấm đáp lúc này chu sấm một cái bằng hữu hai ba lần đã đem bản thân trong chén mặt cấp ăn xong rồi mì cây thành đô số lượng lại nhắc đến cũng không phải rất nhiều ăn xong sau chu sấm bằng hữu thần sắc thoạt nhìn có chút ý còn chưa hết sau đó xem chu sấm nói ta muốn lại đến một chén ta cũng giống nhau một bên không có ăn xong kia một cái cũng vội vàng nhất tay nói một chút cảm giác đều còn chưa có ăn qua nghiện đâu đi chu sấm gật đầu nói lập tức vẫy tay mì cây thành đô nơi này lại đến tam bát đúng vậy, hắn cũng tính toán lại đến một chén. hảo a, à. người phục vụ nghe nói như thế sau lập tức phải đi hạ đan. lúc này, lão bản nương liền theo quầy nơi đó đã đi tới. chu sấm, cảm thấy hôm nay này mì cây thành đô thế nào? khẳng định là thay đổi phối liệu, so trước kia tốt ăn. chu sấm nói xong, cấp lão bản nương dựng lên một cái ngón tay cái. hôm nay là vị đặc thù đầu bếp làm, ta sẽ đem của ngươi khích lệ chuyển cáo cho của nàng. Lão bản nương theo chu sấm miệng được đến đáp án, vui sướng hài lòng nói xong câu đó sau liền về tới trước quầy, sau đó ở vỡ thượng lại đánh một cái câu. Đã thứ 10 cái khách nhân đâu? Vị này thu tiếp một khách quý trù nghệ còn thật không sai. Hắc hắc, đợi lát nữa có thể cùng bọn họ cùng nhau chụp tấm hình, chờ tiết mục bá ra sau, có lẽ có thể để cho mình cửa hàng dính triêm quan. Nghĩ, đem trước sân khấu nhiệm vụ giao cho một cái viên công lão bản nương lập tức liền hướng tới sau trù đi. Bởi vì là ăn cơm cao phong kỳ, sau trù lúc này thật là vội đòi mạng. Một nhang chỗ trên vị trí, một nhang đang ở phiên sau để liêu. Lão bản nương nhất tới gần, liền nghe thấy được này cổ thấm nhân tâm mũi hương khí. Một tiểu thư, chúc mừng ngươi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Nói xong, lão bản nương đem bản thân trong tay một phong thơ phong giao cho một nhang một nhang trong lòng nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục hoàn thành. Hôm nay ngắn ngủn mấy mấy giờ nàng liền làm dĩ vãng ít nhất nửa tháng mới hội làm được phân. So với loại này trong khoảng thời gian ngắn nhiều phân đồ ăn mà nói, nàng vẫn là càng yêu thích thời gian dài làm ra một phần đến. Bất quá, xem trong tay còn có mấy phân đơn đặt hàng, một nhang vẫn là càng yêu thích đến nơi đến chốn. cuối cùng nói. Ta đưa tay đầu này mấy phân trước làm xong đi. Hảo. Lão bản nương cũng không cự tuyệt. Một lát sau, chờ Mục Nhan đem cuối cùng một phần làm xong sau, thế này mới đơn giản thanh lý một chút bản thân, sau đó thế này mới xuất môn. Đi ra ngoài thời điểm vẫn chưa khiến cho nhiều lắm nhân chú ý. Chính là vừa ra tới, liền nhìn đến ở cửa trên băng ghế ngồi chớp lên bản thân chân bó ba cái tiểu gia hỏa. Mục Nhan vừa ra tới, ba cái tiểu gia hỏa lập tức liền chú ý tới, lập tức phi phát đi lên mẹ, ngươi làm xong nhiệm vụ sao? Diệp Vũ Thánh mở miệng hỏi nói. Ân, ừ, làm xong. Mục Nhan gật đầu. Mẹ tuyệt quá. Diệp Vũ Thánh hào không bủng xỉn mở miệng nói. Nghe, Mục Nhan sờ sờ của hắn đầu. Lúc này, Diệp Vũ Hành cũng không cam yếu thế nói. Mẹ, ta còn giúp ngươi đề cử mì cây thành đô. Nghe A-di nói tốt nhiều người điểm mì cây thành đô. Còn có ta đâu. Diệp vũ triết cũng đi theo nói ngoại trừ cái này ta còn lưng thực đơn đâu mục nhan nghe sửng sốt một chút sau đó minh bạch vì sao béo đầu bếp nói hôm nay điểm mì cây thành đô nhân nhiều như vậy nguyên lai nguyên nhân ở trong này nàng đây là vô hình bên trong bị nhà mình đáng yêu bảo bối nhóm hố bất quá hố về hố hoàn thành nhiệm vụ vẫn là dựa vào bọn họ ra sức tuyên truyền a các ngươi cũng rất tuyệt mẹ hôm nay rất vui vẻ ở nàng bất tri bất giác thời điểm, của nàng bọn nhỏ đã có thể bắt đầu một mình đảm đương một phía đâu. Hì hì, nghe được mẹ khen bản thân, ba cái tiểu gia hỏa đều vui vẻ nở nụ cười. Mà lúc này, nhất đại tam tiểu nhân đầu thấu ở cùng một chỗ, tăng thêm vài phần ấm áp, nhưng chung quanh quay chụp nhiếp tượng sư nhóm trong lòng đều nhịn không được ấm áp. Hạnh phúc toàn gia A. À. Ân, nếu ba ba ở liền rất tốt. Sắp nhập phiếu tên sách tác giả có chuyện muốn nói ha ha, cho rằng 12 điểm không còn kịp rồi, kết quả vậy mà tới kịp. Mặt khác, hôm nay tiếp tục đưa 20 cái hồng bao, sao sao đát. Chương 14 14 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Sau đó, lão bản nương đã đến tạm thời bỏ dở mẫu tử trong lúc đó ngấy quai. Năm người đứng ở cửa khẩu hợp phách một trương chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung chụp hoàng sau, xem tươi cười đầy mặt lão bản nương, diệp vũ thánh túng túng nói a di ngươi cúi đầu lão bản nương nghe vậy cũng không biết diệp vũ thánh muốn làm gì vẫn là ngồi xổm xuống thân mình xem diệp vũ thánh ngay tại lão bản nương ngồi xổm xuống thời điểm diệp vũ thánh tiến lên ở lão bản nương trên mặt rơi xuống khẽ hôn thân hoàng sau nghiêm cẩn nói lời cảm tạ nói phía trước không là muốn ta thân ngươi sao ta hôn hôm nay cảm ơn của ngươi chiêu đãi lão bản nương sửng sốt một chút sau đó nhịn không được nở nụ cười. Lúc này, cái khác hai cái tiểu gia hỏa nhìn nhìn sau, cũng theo thứ tự hôn một cái lão bản nương. Diệp Vũ Triếp Ý tưởng là, xem ở A Di Sinh hắn ăn nhiều như vậy hảo ăn cái gì phân thượng, miễn cưỡng thân nàng một chút. Về phần Diệp Vũ Hành Ý tưởng còn lại là, hai cái ca ca đều hôn, hắn cũng thuận tiện hôn. Đồng thời hai người cũng đi theo nói lời cảm tạ. Lão bản nương xem trước mắt ba cái đáng yêu tiểu gia hỏa, lại nhìn một bên không có nhúng tay một nhang, trong lòng khả nóng hổi. Ôi, của nàng cả trái tim bị ba cái bé trai cấp liêu không thể không muốn. Lão nương thiếu nữ tâm A. À. Sau đó, tiếp mục tổ nhân đến nhắc nhở một nhang thời gian không sai biệt lắm, một nhang thế này mới cùng lão bản nương cáo từ, mang theo tam bào thai chuyển dời đến kế tiếp mục đích. Nguyên bản một nhang cho rằng kế tiếp còn cần đi nhà ăn nấu cơm cái gì, kết quả không nghĩ tới kế tiếp đều là phúc lợi thời gian, nhường một nhang đi các cái ăn cửa hàng hoàn thành cái khác nhiệm vụ tỷ như nói hỗ trợ làm sủi cảo thử cái ăn vật hơn nữa nói ra tương chấp bên trong phối liệu hỗ trợ chế tác hương vị cơ bản nhất trí ăn vặt đợi chút bất quá nhiệm vụ tuy rằng đơn giản điểm nhưng là khảo nghiệm đều là một cái đầu bếp trên cơ bản năng lực điều này cũng là tiết mục tổ lo lắng đến các phương diện mà một nhang biểu hiện cũng không nhường quay chụp đạo diễn thất vọng bất kể là cái nào nhiệm vụ Mục Nhan đều có thể thuận lợi hoàn thành. Đương nhiên, cũng bởi vì hơn tam bào thai sau có một chút tình huống chồng chất, khả tiết mục hiệu quả cũng là rất tốt. Đạo diễn Trần Trạm xem tam bào thai, đều nhịn không được ở trong lòng đã khởi tính toán nhỏ nhặt. Cứ như vậy, Mục Nhan mang theo ba cái tiểu gia hỏa đi tới cuối cùng một nhà nhà ăn. Ở tiếng vào nhà này nhà ăn phía trước, Mục Nhan liền đã biết đến rồi nhà này nhà ăn tồn tại. Điều này cũng là một nhà võng hồng nhà ăn, chủ tiệm ăn là món cay tứ xuyên danh trù lưu một ngày. Lưu một ngày không là chính quy đầu bếp trường học xuất ra, nhưng niên thiếu khi cũng đã ở phòng bếp làm học đồ, học có điều thành sau tham gia hoa hạ đầu bếp đại tái sau một trận chiến thành danh, sau đó cự tuyệt không ít nổi danh tử lâu mời chào, về tới thành đô mở như vậy một nhà nhà ăn. Biết bên trong là này vị tiền bối thời điểm, một nhan tâm tình vẫn là thật kích động. Tham gia tiếp một nàng muốn hiểu biết cùng học tập chính là các đại danh trù, này tiết mục thu ngày đầu tiên liền gặp được một cái, tâm tình tự nhiên là không bình thường. Bởi vì làm này cuối cùng một cái nhiệm vụ thời điểm đều đã là buổi tối 7 điểm, bất quá này điểm trong tiệm nhân còn là phi thường nhiều, một nhang mang theo tam bào thai trực tiếp phải đi sau trù. Sau trù bên trong, có mấy cái đầu bếp đều đang vội lục. Tại đây nhóm người trung, một nhang liếc mắt một cái liền nhận ra lưu một ngày. Lưu nhất trời đang nhìn đến một nhang thời điểm, trước tiên xem chính là một nhan thủ. Một nhan diện mạo đối với hắn mà nói có nhất định lừa gạt tính, nhưng hắn vẫn là thói quen xuyên thấu qua hiện trường xem bản chất, ít nhất xem một nhan tay phải mấy chỗ bạc kiển sau, ở trong lòng tán thành gật gật đầu. Sau đó xem một nhan mở miệng nói. Ta chỗ này nhiệm vụ rất đơn giản, chính là hiện trường điêu khắc mười đóa bất đồng hoa, thành công chính là nhiệm vụ hoàn thành. Một nhan nghe, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, không là nấu nướng, chính là tối trụ cột đao công bất quá kinh ngạc cũng chỉ là một cái chớp mắt một nhang rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi nhiệm vụ này chuyên môn không ra một mảnh đất một bên thả bạch cải cũ cà rốt dưa chuột chờ một nhang ở chọn lựa mấy đêm thích hợp đao sau bắt đầu cầm cà rốt bắt đầu điêu khắc đứng lên ba cái tiểu gia hỏa biết bản thân mẹ ở làm nhiệm vụ liền luôn luôn ngoan ngoãn đứng ở một bên xem một nhang động tác chỉ thấy một nhang lấy đến thủ lưu loát ở nhất chương cà rốt một thoáng chốc trong tay đã sơ cụ mô hình lại sau đó một nhang liền thay đổi một cây đao bắt đầu điêu khắc khởi cánh hoa đến là hoa hồng diệp vũ thánh xem một nhang trong tay hoa hồng cũng đã nhịn không được ra tiếng một bên diệp vũ triết cũng là mảnh gật đầu ta cũng biết ba ba thường xuyên cấp mẹ đưa hoa diệp vũ triết giọng nói rơi xuống chung quanh ở quay chụp nhiếp tượng sư nhóm đều nhịn không được nở nụ cười. Đứa nhỏ này, vô hình bên trong lại đem ba mẹ để cấp yết. Nhiếp tượng sư thu được ý bảo sau liền hỏi Diệp Vũ Triết, ba ngươi thường xuyên cấp mẹ ngươi đưa hoa sao? Thường xuyên A, cái gì ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân, tháng 3 ngày 8 ngày phụ nữ 8.3, ngày 14 tháng 3 màu trắng lễ tình nhân, ngày 20 tháng 5, đêm thất tịch, lễ Noel, còn có cái gì nhận thức ngày đầu tiên ngày kỷ niệm, kết hôn kết niệm ngày đợi chút, thật nhiều. Diệp Vũ Triết nói xong, còn xuất ra bản thân tiểu béo thủ một ngón tay một ngón tay gia tăng, mày cũng gắt gao khóa ở cùng một chỗ, sau đó tiếp tục nói, kỳ thực ba ba cùng mẹ quá tiếc ngày ta cũng rất vui vẻ, chính là bọn họ luôn muốn đem chúng ta đưa đến gia gia nải nải trong nhà, nải nải mỗi lần đều. Gia gia nải nải như thế nào? Nhiếp tượng sư tiếp tục nói. Đừng nói một bên diệp vũ thánh cùng diệp vũ hành hai người bỗng chốc bưng kính diệp vũ triết miệng thập phần nghiêm túc cảnh cáo nói diệp vũ triết gật gật đầu sau đó ngón tay nhỏ chỉ chỉ hai người thủ ở hai người buông ra sau diệp vũ hành liền tiến đến diệp vũ triết bên tai nói chút gì đó diệp vũ triết nghe xong sau liền bản thân lấy tay bưng kính miệng mình sau đó cảnh giác xem bản thân nhiếp tượng sư một mặt lên án nhưng là ba cái tiểu gia hỏa lại không biết bọn họ càng là không nói này đó quay chụp nhiếp tượng sư thúc thúc cùng với chung quanh trợ lý các tỷ tỷ một đám đều tò mò nhanh. Hiện ở bên ngoài không ai biết, bọn họ bên trong nhân viên đều là chỉ đạo một tiểu thư chính là ảnh đế Diệp Hoài Cẩn thần bí lão bà. Diệp Hoài Cẩn hôn nhân tình huống luôn luôn đều là vòng người trong nói chuyện say sưa nhất đại xem điểm, hiện tại có cơ hội chứng kiến này nội bộ chân tướng, bọn họ làm sao có thể không hiếu kỳ. Mà giờ phút này, Dịp gia tam bào thai lực chú ý đã lại chuyển về tới bọn họ mẹ trên người. Đang nhìn đến mâm thượng xuất hiện mấy đóa hoa, ba người đã khẩn cấp qua oa kêu lớn lên. Mẹ thật là lợi hại. Mẹ giỏi quá. Mẹ điêu hoa thật khá. Ba cái tiểu gia hỏa liền quay chung quanh ở cách đó không xa, xem này hoa lại bật lại khiêu, có vẻ hưng phấn cực kỳ. Nghe được ba cái tiểu gia hỏa thanh âm, một nhang ở điêu khắc hoàng một đóa hoa hồng sau đối với ba người cười cười, sau đó tiếp tục bắt đầu cái khác đa dạng. Hoa hồng, sơn trà hoa, cẩm chướng, hoa đào, hoa hồng. Đã ngoài là một nhang đã điêu khắc hoàng hoa giống, kế tiếp còn cần điêu khắc ngũ loại, nhưng là đã bày ra đến ngũ loại làm cho người ta xem đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ba cái tiểu gia hỏa lúc này đều có chút tự hào đối với nhiếp tượng sư đám người nói. Các ngươi xem, đó là mẹ ta điêu ân, mẹ ngươi rất lợi hại. Xem ba cái tiểu gia hỏa đắc ý dương dương bộ dáng, một bên nhân viên công tác cũng không lận bọn họ khích lệ. Sự thật là, một nhan đích xác lợi hại. Bọn họ này đó thường dân thật đúng chưa hề nghĩ tới, một cái trà rốt đều có thể làm ra nhiều như vậy đa dạng đến. Sau đó tuy liếp, hoa sen, phù tan hoa, thực dược đều ở một nhang trong tay thành hình, hơn nữa đều bày biện ở tại trong mâm. Lúc này, Mục Nhan lại cầm cuối cùng một căn tương đối thô to cà rốt, bắt đầu tiếp tục điêu khắc. Ở màn ảnh hạ, thì phải là xoát 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 một lát, một đóa diễm lệ mẫu đơn liền như vậy thành hình, này mẫu đơn có thể sánh bằng cái khác hoa phải lớn hơn thượng như vậy một hai lần. Mà ở 10 đóa hoa đều điêu khắc hoàng sau, một nhang nhưng không có đình chỉ điêu khắc. Dùng dưa chuột bắt đầu điêu khắc lá cây cùng hoa căng, bạch cải cũ làm nhỏ vụn làm đẹp. Làm xong sau, một cái gấm hoa rực rỡ bãi bàn ra lô. Quay chụp nhiếp tượng sư lập tức liền cho này để tuyến đặc tả. Tốt lắm. Một nhang đối với đại trù lưu một ngày nói, thần sắc có chút khẩn trương. Lưu một ngày đao công là có tiếng hảo, của nàng trình độ tuy rằng vẫn được, nhưng ở đối phương trước mặt, nàng cũng không can múa búa trước cửa lỗ ban. Có thể nói lưu một ngày là đem thức ăn cùng tạo hình kỹ thuật hòa hợp nhất thể đại gia, đầu bếp vòng đối của hắn đánh giá chính là đồ ăn thượng có sơn thủy, bàn trung tràn đầy thơ ca. Đao công không sai, ngươi quá quan. Lưu một ngày xem này bãi bàn, đối với một nhan cấp ra một cái đánh giá. Nha, mẹ tuyệt quá. Được đến lưu một ngày khẳng định, một nhan còn chưa nói cái gì, một bên ba cái tiểu gia hỏa đã cao hứng búng lên. Bọn họ mẹ quả nhiên là lợi hại nhất. Sau đó, lương một ngày đã đem một cái phong thư giao cho một nhang cũng dặn một nhang tiếp tục cố lên vô luận thế nào làm một cái đầu bếp không thể quên cơ bản nhất đao công một nhang nghe nghiêm cẩn gật gật đầu sau đó ra nhà ăn sau một nhang đem bản thân lấy đến quá toàn bộ phong thư đều mở ra bên trong đều là một ít bản đồ mảnh nhỏ mẹ chúng ta đến hợp lại diệp vũ thánh sốt ruột nói sau đó mang theo Diệp Vũ Triết cùng Diệp Vũ Hành ba người không hai hạ đã đem bản đồ cấp ghép lại hết. Bản đồ ghép lại hết sau, hiển lộ ra đến là một tấm hình, mặt trên là cổ kính một ít kiến trúc, nhìn ra được tới là một chỗ điểm. Đồng thời, trên ảnh chụp mặt còn viết rõ chỗ này địa điểm. Hoàng, Long, Suối Mẹ, đây là chúng ta kế tiếp muốn đi địa phương sao? Niệm xong danh sau, Diệp Vũ Thánh mở miệng hỏi nói. Ân Mục Nhan gật đầu đáp, bay qua mặt trái sau thấy được liên tiếp nhắn lại. Thỉnh khách quý ngày mai 6 điểm lên tàu xe đi trước xuyên Tây cổ trấn Hoàng Long suối đãi khai trương cửa hàng, mặt khác, chúc mừng khách quý, kế tiếp có thể trở về đi nghỉ ngơi. Một Nhan sau khi xem xong, bên cạnh nàng Tam Bào Thai cũng đem này đó xem xong, sau đó lập tức hưng phấn mà nói muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Tuy rằng nói hôm nay hành trình đối với Tam Bào Thai mà nói không là đặc biệt mệt, nhưng là theo buổi sáng đáp máy bay bắt đầu ba cái tiểu gia hỏa đều không có nghỉ ngơi quá lại nhắc đến cũng có chút mỏi mệt một lát sau lên tàu tiếp một tổ xe người một nhà trở về khách sạn mà quay về đến khách sạn một nhang tiếp đến một ít thông tri nói nàng còn cần đơn giản bổ lục một ít phỏng vấn nội dung một nhang tự nhiên là đáp ứng rồi bất quá ba cái tiểu gia hỏa ở một nhang tiếp đến điện thoại sau cũng là tha thiết mong nhìn một nhang mẹ đi lập tức trở về, mẹ nhường tiểu hứa thúc thúc trước cùng các ngươi thế nào. Chờ mẹ sau khi trở về cho các ngươi tắm rửa. Mục nhan xem ba cái tiểu gia hỏa, trưng cầu bọn họ ý kiến nói. Trở về cho ta mang điểm ăn ngon là đến nơi. Diệp Vũ Triết cái thứ nhất đồng ý nói. Về phần mặt khác hai cái, cũng biết mẹ đi không quá lâu, cũng thập phần hào phóng nói không thành vấn đề. Về sau, Mục Nhan liền chụp phỏng vấn video clip đi trong phòng chỉ còn lại có tam bào thai cùng với tiểu hứa bốn người. Tiểu hứa xem trước mắt ba cái tiểu gia hỏa, lần đầu tiên cùng bọn họ ở chung, nhất thời có chút chân tay luống cuốn. Ba người nhìn thoáng qua tiểu hứa, sau đó liền trực tiếp ngồi vào một bên trên sofa xem tivi. Tiểu hứa thấy thế, chậm rãi chuyển đến một bên, cùng bọn họ cùng nhau xem nổi lên tivi. Một lát sau, nhất tập phim hoạt hình kết thúc, Diệp Vũ Triết cầm điều khiển đổi đài, không nghĩ tới, Đài mới nhất đổi, ngay tại trên TV thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Là ba ba. Không đúng, hẳn là ba ba chụp quảng cáo. Ta đột nhiên có chút tưởng ba ba. Ba người trước sau nói, sau đó tầm mắt xoát một chút dừng ở tiểu hứa trên người. Tiểu hứa thúc thúc, có thể cho ba ba gọi cuộc điện thoại sao? Dịp Vũ Thánh hỏi tiểu hứa nói. Tiểu hứa vừa nghe, ngẩng người, sau đó nói mà ta không biết các ngươi ba ba điện thoại A. 152 mươi 3645 Không chút suy nghĩ, Diệp Vũ Thánh đã nói ra một chuỗi số điện thoại. Tiểu hứa lấy di động thủ đều có chút rung lên. Cho nên, hắn đây là có ảnh đế Diệp Hoài cẩn điện thoại sao? Đây là hướng thiên thúc thúc điện thoại, ba ba nói, không thể đem điện thoại của hắn nói cho người khác biết. Tự hồ là nhìn ra tiểu hứa trong lòng suy nghĩ, Diệp Vũ Hành nhắc nhở nói. Lúc này, tiểu hứa hoảng hoảng tâm thần, đưa điện thoại di động đưa cho Tam Bào Thai. Tam Bào Thai ở lấy qua di động sau, nghiêm cẩn ấn sổ tự, sau đó liền bác đi ra ngoài. Bên kia. Lúc này, studio nội. Diệp Hoài Cẩn ở quay chụp hoàng một tổ ảnh chụp sau, vừa rơi xuống hạ, một bên hướng thiên đã đem một cái điện thoại đưa lên đây, không tha đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Hoài Cẩn, nhà ngươi bảo bối nhóm điện thoại một ngụm một cái hướng thiên thúc thúc nải âm thật sự là rất manh thực không nghĩ đưa điện thoại di động cấp dịp hoài cẩn a à. dịp hoài cẩn vừa nghe lập tức mượn qua điện thoại trên mặt biểu cảm nhường chung quanh nhân viên công tác đều xem ngây người nguyên like dịp hoài cẩn cũng sẽ có ôn nhu như vậy biểu cảm sao sắp nhập phiếu tên sách tác giả có chuyện muốn nói đương đương làm hôm nay là cái đại phì chương sau đó tiếp theo chương liền muốn nhập về buổi tối linh điểm đổi mới về chương cảm ơn thân nhóm cho tới nay duy trì, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục duy trì, sao sao đát. Hôm nay tiếp tục rơi xuống 20 cái hồng bao. Chương 15 15 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Điện thoại này một đầu, nghe được dịp hoài cẩn thanh âm vang lên, ba cái tiểu gia hỏa lập tức liếu riếu mở miệng nói lên nói đến. Ba ba, chúng ta còn giúp mẹ mời chào khách nhân đâu. Ba ba, hôm nay chúng ta ăn thật nhiều ăn ngon, mặc dù có thật cay, nhưng là tốt lắm ăn. Ba ba, mẹ còn có thể dùng cà rốt khắc hoa, khả dễ nhìn đâu. Ba cái tiểu gia hỏa đang nói thời điểm, đã đem mục tiêu chuyển hướng về phía giường lớn, ba người sóng vai nằm ở trên giường, mở ra khuếch đại âm thanh, ngươi một câu ta một câu nói xong, nói đến hạnh phúc giờ địa phương, cao hứng ở trên giường lăn qua lăn lại tiểu hứa ở một bên xem quả thực đã bị manh phiên làm một tiểu thư trợ lý có một đại phúc lợi chính là mỗi ngày có thể nhìn đến bánh bao nhỏ nhóm bán manh a lúc này ba cái tiểu gia hỏa đại khái còn không biết có như vậy một cái từ tên là bán manh đáng xấu hổ bất quá ngượng ngùng quấy rầy phụ tử trong lúc đó tán gẫu tiểu hứa sau đó rời xa phòng cho bọn hắn tán gẫu không gian mà nghe ba cái tiểu gia hỏa chia sẻ dịp hoài cẩn theo bọn họ trong lời nói cũng đại khái hiểu biết hôm nay mục nhang toàn bộ hành trình suy đoán ra thật thuận lợi dịp hoài cẩn trong lòng khẽ buông lỏng còn lo lắng mục nhang thích ứng không xong màn ảnh hiện tại xem ra rất thích ứng chính yếu còn là vì nàng đối mỹ thực nhiệt tình yêu thương đi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi cảnh tượng dịp hoài cẩn lúc này trong lòng như trước như là có căng lông chim ở gãi giống nhau tô mềm yếu nhuyễn ba ba một tiếng khẽ gọi đem Diệp Hoài Cẩn suy nghĩ kéo về, vội vàng nói. Như thế nào? Chúng ta nghỉ ngươi, nếu ba ba có thể theo chúng ta cùng nhau thì tốt rồi. Dịp Vũ Thánh có chút rầu rĩ thanh âm truyền đến dịp Hoài Cẩn trong tai. Tuy rằng cùng mẹ ở cùng nhau cũng rất vui vẻ, nhưng là nếu có ba ba cũng ở cùng nhau, bọn họ hội càng vui vẻ. Bảo bối, ba ba cũng tưởng các ngươi. Dịp Hoài Cẩn nghe, trong lòng có chút ngọt cũng có chút toan, chờ các ngươi thu hoàng tiết mục trở về, có thể nhìn đến ba ba. Ân. Ừ. Thanh âm như trước mang theo như vậy một chút xa xúc. Diệp Hoài Cẩn chính muốn nói gì an ủi một chút bản thân con trai bảo bối khi, đột nhiên trong lúc đó, di động mặt khác một đầu thanh âm đã thay đổi. Mẹ mẹ đã trở lại, chạm vào, Diệp Hoài Cẩn cho dù không ở đối diện hiện trường, đều có thể đoán đến đã xảy ra cái gì. Đại khái hắn gia thân ái trở về, sau đó vừa mới còn nói tưởng con hắn nhóm nhất thời vứt bỏ hắn, di động đều cấp ném tới một bên. Thật là rất nặng bên này nhẹ bên kia. Vật đổi sao dời. Bất quá tưởng là nghĩ như vậy, nhưng dịp hoài cẩn trên mặt lại mang theo dung túng cười, đồng thời cũng không quên tiếp tục lấy di động nghe đối diện động tĩnh, chờ đợi hắn bị nhớ tới một khắc kia. Lúc này, khách sạn phòng nội. Một nhan vừa thu hoàng phỏng vấn nội dung sau, phải đi phụ cận siêu thị mua nhất vài thứ trở về. Vừa mở cửa, chợt nghe đến con trai nhóm ngọc ngấy ngấy thanh âm. Vừa thấy, quả nhiên liền xem tam con trai vui vẻ hướng tới bản thân chạy tới, ánh mắt sáng ngời hữu thần, sau đó đang nhìn đến một nhang trong tay gói to khi, ánh mắt kia càng là trở nên tặc lượng. Nhất là lão nhị dịp vũ triết, càng là khẩn cấp khai hỏi, mẹ, đây là ăn sao? Ngươi cho ta mang. Diệp Vũ Triết như trước chưa từng quên, ở mẹ rời đi thời điểm hắn nói qua cấp cho hắn mang tốt hơn ăn. Cho các ngươi mang theo một điểm hoa quả, thừa lại mẹ muốn chuẩn bị một ít điểm tâm, chờ ngày mai thời điểm đưa của chúng ta trong tiệm đi. Mục nhang nói, đem trong tay gì đó phóng tới một bên, sau đó theo bên trong xuất ra nhất túi gáo, lấy đến một bên rửa sau để lại đến trên bàn trà. Ba cái tiểu gia hỏa vội vàng nhu thuận tọa ở một bên, ngươi một viên ta một viên ăn lên. Đồng thời cũng mở tivi, vừa vặn nhảy đến nhất đương tiết mục liền ngừng lại. Bên trong một cái tiểu trư, trên mũi chính lạc nhất con bướm, lập tức mở miệng nói. Ta không là đóa hoa, ta là tiểu trư bội kỳ. Xem liếc mắt một cái, một nhan chỉ biết con trai nhóm xem tivi tiết mục là cái gì. Cười lắc đầu, một nhan thế này mới chuẩn bị tiếp tục kế tiếp sự tình, đồng thời cũng chú ý tới đứng ở một bên tiểu hứa. Chống lại một nhan tầm mắt, tiểu hứa chạy nhanh nói. Mục tỷ, có cần ta hỗ trợ sao?" Mục Nhan nghe vậy, lắc đầu nói: "Không có việc gì, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn sáng sớm đâu." Nàng đều phải sáng sớm, làm nàng trợ thủ tiểu Hứa chỉ biết sớm hơn. "Kia Mục tỷ, ta đi trước." Nói xong, tiểu Hứa liền xoay người rời đi. Chính là đi đến một nửa thời điểm, bước chân không cảm thấy dừng một chút, quay đầu đến nói: "Mục tỷ, phía trước di động mượn cho bọn hắn gọi điện thoại, ta còn không cầm lại đến đâu. Hắn thật hoài nghi ở trong phòng, nhưng là hắn cũng không thể vào phòng đi tìm, hải ca đã biết hội trừ tử của hắn, hắn chỉ có thể trực tiếp nói với Mục Nhan. Mục Nhan nghe, lập tức liền nhìn về phía đang xem TV ba người, tiểu hứa thúc thúc di động ở đâu. Mục Nhan hỏi lên như vậy, ba cái tiểu gia hỏa nhất thời có chút phát mộng. Lúc này Diệp Vũ Thánh đột nhiên trong lúc đó đứng lên, sau đó ta à, một tiếng nói ta đem ba ba cấp đã quên đồng dạng thừa lại hai cái tiểu gia hỏa cũng bỗng chốc biến thành hoảng sợ mặt bọn họ cũng đã quên nói xong vui vẻ vui vẻ chạy tới bên giường sau đó cầm lấy điện thoại di động dè dặt cẩn trọng thử nói quy ba ba ngươi còn tại sao nghe lời này một nhan nháy mắt minh bạch nguyên lai like, ba cái tiểu gia hỏa đang theo ba ba trò chuyện thiên kết quả bởi vì nàng trở về liền triệt để đưa bọn họ ba ba cấp đã quên. Mục Nhan nhịn không được cười ra tiếng. Con trai nhóm thật là mơ hồ đáng yêu. Ở Mục Nhan nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Vũ Thánh đã lấy di động đi lại sau đó phóng tới Mục Nhan trước mặt, "Mẹ, ba ba muốn nói với ngươi." Mục Nhan tiếp qua di động sau, liền nghe được trong điện thoại Diệp Hoài Cẩn truyền đến trầm thấp thuần hậu thanh âm. "Đang làm cái gì?" "Không làm gì." chính là đi bổ vỗ một đoạn phỏng vấn video clip, hỏi một chút việc sau liền đã xong, ta thuận tiện đi siêu thị mua nhất vài thứ vừa trở về. Mục nhan đơn giản giải thích, nói xong tạm dừng một chút, sau đó mang theo ý cười tiếp tục mở miệng nói, ngón này cơ là tiểu hứa, ta trước trả lại hắn, đợi lát nữa dùng di động của ta cho ngươi đánh. Ân. Ừ. Diệp Hoài Cẩn Thanh Âm cũng khả nghi tạm dừng một chút. Làm một cái bị con trai lãng quên ba ba, bị mẹ cười nhạo một chút kỳ thực cũng đang thường không là sau đó kết thúc trò chuyện sau một nhan liền đưa điện thoại di động trả lại cho tiểu hứa tiểu hứa lấy qua sau nói một tiếng ngủ ngon liền ly khai quan hảo cửa phòng một nhan quay đầu chuẩn bị cầm điện thoại cấp dịp hoài cẩn gọi điện thoại thế này mới cầm lấy ba cái tiểu gia hỏa liền tiến đến một nhan bên người không yên nói ba ba có phải không phải rất tức giận ân ừ khẳng định rất tức giận nếu gọi điện thoại thời điểm bọn họ ba mẹ đem bọn họ cấp đã quên bọn họ liền sẽ rất tức giận rất tức giận ba ba hẳn là cũng giống nhau đi một nhang xem ba cái tiểu gia hỏa đều tự hai cái thủ đều đặt ở bản thân phía trước giảo làm một bức ngượng ngùng bộ dáng ôm nhu cười nói ba ngươi sẽ không đối với các ngươi tức giận bất quá ngươi cũng có thể cùng ba ba nói một tiếng kiểm ừ ừ tam khỏa tiểu đầu nhất thời cuồng điểm rất nhanh, một nhan bác thông dịp hoài cẩn điện thoại. Nhất chuyển được, một nhan liền mở khuếch đại âm thanh. Ở dịp hoài cẩn ra tiếng sau, ba cái tiểu gia hỏa lập tức mở miệng nói, ba ba, thực xin lỗi, vừa mới chúng ta đều đã quên ở đánh với ngươi điện thoại. Dòng tan lời nói bên tai bên vang lên, dịp hoài cẩn sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, sau đó khẽ lên tiếng nói. Ba ba nhận của các ngươi xin lỗi. Nghe được Diệp Hoài Cẩn nói tha thứ sau, ba cái tiểu gia hỏa suy sút thần sắc nhất thời trở thành hư không. Ba ba, về sau ta tuyệt đối không sẽ như vậy dễ dàng liền đem ngươi quên mất. Ta cũng vậy, cho dù gặp được ăn cũng sẽ không thể. Ba ba, ta cũng giống nhau. Ba cái tiểu gia hỏa theo thứ tự nải thanh nải khí nói, xứng thượng lúc này nghiêm túc bánh bao mặt, quả thực đã đem một nhang cấp manh ra một mặt huyết. Về phần Diệp Hoài Cẩn, tuy rằng không có tận mắt đến nhưng là thông qua bọn họ ngữ khí cũng có thể tưởng tượng xuất hiện tại cảnh tượng đến khóe miệng cũng nhịn không được xả ra một chút tươi cười hảo ba ba nhớ kỹ đâu dịp hoài cẩn lên tiếng tỏ vẻ phụ họa tốt lắm ba ba đã tha thứ các ngươi các ngươi hiện tại đi lấy của các ngươi áo ngủ mẹ đợi lát nữa cho các ngươi tắm rửa mục nhang gặp sự tình cũng không sai biệt lắm nhanh nói tiếp ba cái tiểu gia hỏa một điểm lập tức vui vẻ vui vẻ hướng tới bản thân trương hành lý chạy tới tầm mắt theo ba người trên người thu hồi ấn rất khuếch đại âm thanh mục nhang thế này mới nói ngươi đâu bây giờ còn đang làm việc sao ở chụp quảng cáo đã sai không nhiều lắm rất nhanh sẽ có thể kết thúc công việc nghe mục nhang thanh âm dịp hoài cẩn cả người cũng đi theo mềm mại lên chú ý điểm thân thể không cần phấn kích thức đêm Mục nhan nhịn không được dặn lên, vòng giải trí rất nhiều diễn viên vì quay phim, nghỉ ngơi thời gian đều là bừa bãi, nàng tự nhiên cũng lo lắng dịp hoài cẩn thân thể, chớ nói chi là dịp hoài cẩn mới từ nước ngoài chụp hoàng nhất bộ điện ảnh trở về, lần này đều chưa kịp nghỉ ngơi đâu. Trên đỉnh đầu thừa lại hai cái thông cáo, chụp hoàng sau liền đã xong, đến lúc đó ta sẽ không nhận thông cáo, kế tiếp mấy tháng cùng các ngươi, muốn thu cũng chỉ là thu một chút, ba ba đi chỗ nào, ân khả năng mặt sau đi tới chu du thế giới khách cái xuyến dịp hoài cẩn lúc này có chút lười nhác tựa vào lưng ghế thần thái thanh thản nói của hắn suy diễn kiếp sống ở tham diễn nhất bộ áo tư tạp đạo diễn tân điện ảnh vai nam chính khi đã xem như đến một cái điểm tới hạn thành công hắn hội phàn cái trước rất cao vũ đài thất bại hắn hội tái chiến cho nên đang chờ đợi kết quả trong khoảng thời gian này như là không có đặc thù tình huống hắn thật là tính toán hảo hảo bồi bồi gia nhân. Sự nghiệp trọng yếu, gia nhân quan trọng hơn. Nhất là hiện tại nhường gia nhân đi đến công chúng trước mặt đặc thù thời kỳ. Nghe Diệp Hoài Cẩn lời nói, Mục Nhan cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Diệp Hoài Cẩn vốn chính là một cái cố gia nhân, nàng đã từ lâu thói quen Diệp Hoài Cẩn hàng năm hội hưu như vậy một đoạn thời gian bồi bản thân cùng con trai nhóm. Năm nay đặc thù một điểm đại khái chính là ở nghỉ ngơi thời điểm hai người hội thu một ít tống nghệ tiết mục. Bất quá, này cũng là nhường mục nhang có chút chờ mong, chuyên thuộc loại phụ tử nhóm Lữ Hành A. Ở hai người ôm nhu lời nói nhỏ nhẹ hàng huyên một lát sau, ba cái tiểu gia hỏa đã lấy tốt lắm bọn họ quần áo tha thiết mong chờ mục nhang cho bọn hắn tắm rửa. Thấy thế, mục nhang gián đoạn cùng dịp hoài cẩn tán gẫu, nhưng bọn nhỏ cũng đi theo ba ba nói tái kiến sau liền mang theo ba người tắm rửa đi bên kia cắt đứt điện thoại sau diệp hoài cẩn thế này mới đứng dậy chuẩn bị tiếp tục quay chụp mà ở hắn quay chụp thời điểm chung quanh một ít nhân viên công tác lại nhìn không được nghị luận lên các ngươi thấy được không diệp hoài cẩn vừa mới tiếp hai cái điện thoại thời điểm kia biểu cảm quả thực ta đều phải bị mê hôn mê hận không thể hưởng thụ loại này đặc thù người kia là ta. Ha ha, này tối rồi ngươi vậy mà còn đang nằm mơ đâu? Chính là. Bất quá ta đoán kia hai cái điện thoại hẳn là đều là lão bà của hắn đứa nhỏ, cái thứ nhất đó là sủng nịch khôn cùng, mà cái thứ hai là nhu tình như nước tới, dù sao chính là cùng phía trước nhìn thấy dịp hoài cẩn không giống với A. Trăm luyện cương thành vòng chỉ nhu A. Nghe nói Diệp Nam thần rất nhanh sẽ muốn đi thu, ba ba đi chỗ nào, thứ sáu quý. Nếu thật sự, kia thật là rất làm cho người ta cao hứng, ta thật sự thật muốn nhìn một chút tam bào thai có phải không phải cùng bọn họ ba ba giống nhau suốt. Khẳng định là tiểu nam thần. Nghị luận còn tại tiếp tục, mà làm bị nghị luận ba cái tiểu nhân vật chính ở đơn giản tẩy tóc sau, theo toilet xuất ra liền đi lên giường. Một nhan hầu ở bọn họ bên người, bắt đầu cho bọn hắn nói đầu giường chuyện xưa. Có lẽ hôm nay là thật mệt mỏi, một nhan nói không đến bình thường một nửa, ba cái tiểu gia hỏa cũng đã nặng nề ngủ. Xem bọn hắn ngủ, một nhan phân biệt ở trán của bọn họ hôn hôn, sau đó dịch hảo chăn sau liền đứng dậy đi tới phòng khách, đem vừa mới theo siêu thị mua trở về gì đó đều đưa trong phòng nguyên bộ trong phòng bếp nhỏ, sau đó bắt đầu sửa sang lại đứng lên. Nàng mua trở về gì đó đại bộ phận đều là bột mì sữa chờ, mua này đó mục đích vì làm một ít món điểm tâm ngọt. Dựa theo thời gian, chờ bọn hắn ngày mai tới Hoàng Long suối thời điểm chỉ sợ đều đều đã nhanh đến giữa trưa, đến lúc đó này đó món điểm tâm ngọt gặp được đột phát tình huống cũng có thể ứng cái cấp, nếu là vô dụng thường, bản thân ăn cũng không lãng phí. Về phần món điểm tâm ngọt, Mục Nhan ở mua tài liệu thời điểm cũng đã có tính toán. Chủ yếu chính là tử khoai quy tử cùng nải vị cốc giấy tiểu bánh ngọt, bởi vì này hai loại làm ra đến không cần rất háo phí tâm tư lại có thể kiêu ngạo lượng đem tài liệu phân loại phân hảo, hơn nữa đem một ít cần hao phí thời gian dài gì đó đều chuẩn bị cho tốt sau, một nhan thế này mới ly khai phòng bếp. mà lúc này, một nhan trong phòng, phòng bếp phát sinh một màn cũng bị máy quay phim cấp quay chụp xuống dưới, toàn bộ trong phòng, cũng chỉ có phòng bếp có tiếp mục tổ an bày camera. ngày thứ hai nhất sáng tinh mơ, ở tiểu gia hỏa không tỉnh thời điểm, một nhan đã rời giường, đơn giản rửa mặt sau liền đi tới phòng bếp chuẩn bị làm món điểm tâm ngọt chính là một nhang mới vừa mới bắt đầu động thủ, chung cửa liền vang. Một nhang đi mở cửa sau mới biết được ngoài cửa là tiết mục tổ nhiếp tượng sư cùng nhân viên công tác. Một tiểu thư, ngày hôm qua chúng ta nhìn đến ngươi có chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn tựa hồ chuẩn bị buổi sáng chuẩn bị, thuận tiện chúng ta tiến vào quay chụp sao. Nhiếp tượng sư hỏi. Kỳ thực điều này cũng là trần trạm ý tứ, làm đạo diễn, muốn đào móc toàn bộ hành trình bên trong xem điểm, tối hôm qua chú ý tới một nhang hành động sau đạo diễn tổ thương lượng quyết định một nhang này cá nhân hành vi có thể gia nhập đến quay chụp giữa một nhan sửng sốt một chút sau đó gật đầu đáp ứng rồi nhíp tượng sư cùng nhân viên công tác cùng nhau vào được bất quá bởi vì biết ba cái tiểu gia hỏa không tỉnh cho nên đi khởi trên đường khinh thủ khinh cước mà cùng chụp tam bào thai nhiếp tượng sư lúc này cũng giá máy quay phim chụp ba cái tiểu gia hỏa đi tam bào thai ngủ nhan a nhất định manh manh đát trong phòng bếp, cho dù có màn ảnh ở một bên quay chụp, Mục Nhan như trước đâu vào đấy làm bản thân điểm tâm. Mục Nhan phải làm thứ nhất dạng món điểm tâm ngọt là tử khoai quy tử. Làm tử khoai quy tử nguyên liệu tử khoai ở tối hôm qua thời điểm đã chưng thục, cho nên Mục Nhan trực tiếp theo trong nồi xuất ra tử khoai, lột da. Chuẩn bị cho tốt sau đem tử khoai phóng vào trong chén chậm rãi đảo biến thành nê trạng. Ở đảo làm tử khoai nê thời điểm Mục Nhan động tác thập phần cẩn thận, một lần lại một lần. Mà ở làm này động tác đồng thời, Mục Nhan cũng chưa từng quên hướng màn ảnh tiến hành giải thích, sở dĩ muốn nhiều lần phá đi này tử khoai, là vì đảo làm cho càng nhẵn nhụi càng tốt, vị lại càng hảo. Giải thích hoàng, Mục Nhan trong tay tử khoai nê cũng không sai biệt lắm, sau đó Mục Nhan đem phóng tới trong lò vi ba, cũng chỉ có 30 giây liền đem ra. Để vào lò vi sóng là vì chưng trang một ít hơi nước, bởi vì chân xuất ra tử khoai hơi nước hàm lượng hội lược cao như không chân can sẽ ảnh hưởng mặt sau vị nói xong thời điểm một nhang tiếp tục hướng đại trong bồn da nhập gạo nếp vấn bạch đường cắt cùng mật cùng tử khoai nê quấy đều sau đó mang lần trước tính bao tay sau đem tử khoai tạo thành đủ loại tiểu động vật quy bản hình tượng mà một nhang ở niết tiểu động vật thời điểm cũng nhường một bên nhiếp tượng sư cùng nhân viên công tác xem thẳng mắt liền như vậy nhất nhu sờ một cái chỉ động vật ngay tại một nhang trong tay thành hình, quả thực chính là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Lại liên tưởng đến hôm nay nhiệm vụ khi một nhang kia nhất thủ xuất thần nhập hóa đao công, nhân viên công tác cảm thấy hiện tại một nhang thật là siêu mỹ siêu xuất siêu khốc. Một nhang cũng không có chú ý tới những người khác ánh mắt, ở niết hoàng động vật sau đã đem này đó tử khoai quy tử phóng tới trong nồi hấp. Ở cái thượng nắp vung thời điểm, cũng đi theo giải thích một câu, ở trong này trên thực tế có thể dựa theo cá nhân thói quen lựa chọn du tạc hoặc là chân nấu, người trước hơn vài phần sốt giòn, vì khả năng hội càng tốt chút, nhưng chính là có một chút, cân tức có chút đại. Mà nói xong, một nhan cũng không có trực tiếp ở nơi đó chờ đợi tử khoai quy tử biến thục, mà là ở tẩy trừ đại bồn sau bắt đầu chuẩn bị kế tiếp món điểm tâm ngọt. Người kế tiếp muốn làm cái gì? Nhân viên công tác ở một bên hỏi, sau đó nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cái kia tử khoai quy tử hương khí đã truyền vào bọn họ chóp mũi chưa ăn quá sớm cơm bọn họ bụng chính bị đói đâu sau đó mỹ thực ngay tại trước mặt cũng không chính là một cái giày vò sao cốc giấy tiểu bánh ngọt một nhan đáp sau đó đem làm nải vị cốc giấy tiểu đạn bánh ngọt cần nguyên liệu xiêm áo xuất ra trứng gà tiên sữa đường trắng bơ thấp cân bột mì ở bên bàn một chữ đẩy ra đem sữa đường trắng hòa tan sau bơ cùng nhau quấy đều xuất ra trứng gà đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng hai người chia lìa lòng đỏ trứng quấy đều sau gia nhập bột mì cùng với sữa bơ chờ quấy vật lại quấy biến thành lòng đỏ trứng hồ lòng trắng trứng lý gia nhập đường trắng đánh đến cứng nhắc phát phao phân biệt chuẩn bị cho tốt này hai loại sau đem một phần ba lòng trắng trứng ngã vào đến lòng đỏ trứng hồ trung quấy hảo sau đem sở hữu lòng đỏ trứng hồ ngã vào lòng trắng trứng trung lại một lần nữa quấy đều làm một cái cốc giấy bánh ngọt thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng tại đây trong khách sạn cũng không giống trong nhà như vậy thuận tiện, sở hữu đều cần nhân công hoàn thành, toàn bộ không ngừng quấy quá trình chính là một cái việc tốn sức, bất quá ở một đoạn thời gian sau cuối cùng là chuẩn bị cho tốt. Một nhang đem trong tay cuối cùng thành phẩm buông, sau đó tìm ra đã sớm mua xong cốc giấy, đem để vào cốc giấy trung, ước chừng 8 thành mãn sau tính cả cốc giấy cùng nhau để vào lò nướng. Tốt lắm! Ở khép lại lò nướng môn hơn nửa đúng giờ sau, một Nhan thở nhẹ một hơi, đồng thời lau lau rồi một chút thái dương tế hãng. Lúc này, một Nhan phía trước làm tử khoai quy tử đã hoàn thành, theo trong nồi lúc đi ra, một đám ước chừng thành lớn gấp đôi, tiểu động vật tạo hình không tổn hao gì bọn họ đáng yêu, ở ra nồi thời điểm đã đem hiện trường ánh mắt mọi người cấp hấp dẫn ở. Tối bên ngoài một tầng gia thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy quy tính 10 phần, hơn nữa có sáng bóng độ cao quý tử này thành phẩm thật sự thật khá, tuy rằng chỉ có màu tím, nhưng là mỗi một chỉ động vật đều là trông rất sống động, giống như là tác phẩm nghệ thuật giống nhau, làm cho người ta xem đều không nhẫn tâm xuống tay. Cùng lúc đó, lò nướng lý cúc giấy bánh ngọt cũng bắt đầu phát ra khởi từng trận hương sữa, toàn bộ trong phòng bếp tràn đầy đồ ăn hương khí, cũng lấy phòng bếp vì trung gian hướng tới bên ngoài phát tán mở. Nhân viên công tác đều nhịn không được hút hấp này hương khí thơm quá a à, bánh ngọt cảm giác hảo hảo ăn đúng lúc này đang ở quay chụp tam bào thai tư thế ngủ nhiếp tượng sư chụp được lão nhị diệp vũ triết theo trên giường bỗng chốc ngồi dậy một màn diệp vũ triết ánh mắt còn chưa mở đang cố gắng khứu trong phòng hương khí sau đó miệng than thở như vậy một câu nói một nhang ở xa xa cũng thấy được con trai của mình tình huống thần sắc có chút bất đắc dĩ cũng có chút sủng nịch sau đó sửa sang lại một chút bản thân sau liền đi tới bên giường vũ triết Mục Nhan nhẹ giọng kêu. Nghe được thanh âm, Diệp Vũ triết nhẹ nhàng mạc ngô một tiếng, đôi mắt giật giật, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt, xem Mục Nhan nói. Mẹ, có cái gì ăn ngon? Thơm quá a. À. Tử khoai quy tử cùng cốc giấy bánh ngọt. Mục Nhan cười đáp lại. Ngay tại Mục Nhan giọng nói rơi xuống một khắc kia, Diệp Vũ triết lập tức đưa tay trà sát hai mắt của mình để cho mình tỉnh táo lại, ở nơi nào? Ta muốn ăn chung quanh nhiếp tượng sư cùng nhân viên công tác cười trộn. Diệp gia lão nhị quả nhiên là một cái ăn hóa A. À. Mục nhan nhìn nhìn thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, lập tức cũng kêu nổi lên mặt khác hai cái tiểu gia hỏa. Mẹ! Hai cái tiểu gia hỏa ở bị kêu đứng lên sau, tay nhỏ bé đều ôm mục nhan bàn tay to ở tác kiều, buồn ngủ mông lung thanh âm nghe qua đáng yêu cực kỳ. Rời giường lâu. Mục nhan tiếp tục gọi hai người nói, về phần Diệp Vũ Triết, sớm đã bản thân vui vẻ vui vẻ xuống giường chạy đến toilet rửa mặt đi, vì nhanh chút ăn đến mỹ thực mà phấn đấu. Ân ừ, hai người cùng nhau dụi mắt, sau đó chậm rãi theo trên giường bò lên. Cấp ba người đều tẩy tóc qua đi, một nhanh mang theo ba cái tiểu gia hỏa đi phòng bếp. Theo lò nướng lý đem cốc giấy bánh ngọt đem ra, một phần phóng tới trong hòm, mà thừa lại một phần còn lại là phân cho ba cái tiểu gia hỏa cùng với hiện trường nhân viên công tác nếm thử nhân viên công tác đã sớm bị này bánh ngọt vị cấp câu dẫn, gặp một nhan sinh hắn nhóm, một đám liền khẩn cấp cầm ăn lên. Cắn hạ sau, mềm yếu bánh ngọt ngay tại miệng hóa khai, gắn bó trong lúc đó di lưu là một tia nồng đậm hương sữa, sau đó ngọt ngào hương vị tựa hồ ngọt đến trong lòng. Ăn ngon đến nổ mạnh. Vì thế ở ăn qua một cái cốc giấy bánh ngọt nhân viên công tác phát hiện, ăn một cái bánh ngọt sau, bọn họ càng đói bụng. Lúc này, xem ở đại mau cắn ăn tam bào thai, trong lòng nhất thời dân lên một chút hâm mộ. Có thể mỗi ngày ăn đến mỹ thực, thật là rất hạnh phúc. Chương 16 16 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhân viên công tác giống như đói ánh mắt vẫn là nhường ba cái tiểu gia hỏa cảm giác được, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu, nhanh hơn ăn bánh ngọt tốc độ. Không thể trách bọn họ như vậy mẫn cảm từ ở trong trường học cùng tiểu đồng bọn nhóm chia sẻ quá một lần món điểm tâm ngọt sau mỗi lần tiểu đồng bọn đều là dùng như vậy ánh mắt xem bọn họ cho nên bọn họ trực tiếp nhất lý giải chính là này đó thúc thúc các gì ăn bánh ngọt sau không đủ còn tưởng muốn ăn bọn họ bánh ngọt xem ba cái tiểu gia hỏa hộ thực tiểu bộ dáng chung quanh nhân viên công tác đều ngượng ngùng bọn họ thật đúng chưa cùng tiểu hài tử thưởng thực ý tưởng chính là này tiểu bánh ngọt rõ ràng bộ dáng cùng trong tiệm liền không sai biệt lắm, nhưng là ăn đứng lên lại ăn ngon không biết bao nhiêu. Ăn này bánh ngọt sau, liền cảm giác trước kia ăn tổng như là thiếu cái gì giống như. Bất quá may mắn là, bọn họ cũng so những người khác càng dễ dàng ăn đến này đó mỹ thực, chính là ở ăn qua này đó làm người ta kinh diễm mỹ thực sau, làm cho bọn họ đầu lưỡi thế nào trở lại nguyên lai. Cho nên nói, làm nhất đương mỹ thực tiếp một nhân viên công tác, cũng là một loại hạnh phúc cũng là một loại tra tấn. Đau cũng hưởng thụ. Ai? Tối quái còn là chính bọn họ thủ tàn. Rất nhanh, ba cái tiểu gia hỏa đã ăn xong rồi bánh ngọt, sau đó cảm thấy mỹ mãn đem thừa lại sữa uống xong rồi. Ăn xong sau, Diệp Vũ triết sờ sờ bản thân có chút tròn xoe bụng nói. Mẹ, cốc giấy bánh ngọt hảo hảo ăn. Khác hai cái tán thành gật gật đầu. Mềm yếu, nộn nộn, hương hương, ngọt ngào. Thật 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 sự ăn quá ngon. Mẹ tay nghề quả nhiên là tuyệt nhất. Ăn ngon lần sau mẹ lại cho các ngươi làm, hiện tại đi đổi cái quần áo, chúng ta muốn tiếp tục làm nhiệm vụ. Mục Nhan bản thân cũng đem thừa lại sữa uống hoàng, sau đó đối với ba cái tiểu gia hỏa nói: "Hảo." Ba người nhu thuận đáp lời, sau đó xoay người hướng phòng phương hướng mà đi, ở bản thân trong rương hành lý tìm ra hôm nay muốn mặc quần áo, ba người liền chuẩn bị thay đổi chính là phải thay đổi phía trước. Diệp Vũ Thánh nhìn nhìn cầm camera đối với bản thân quay chụp nhiếp tượng sư, nhu nhu mở miệng nói. Thúc thúc, ngươi có thể xoay người sao? Thay quần áo không thể cho người khác xem. Tam song thuần khiết ánh mắt nhìn chầm chầm bản thân, nhiếp tượng sư hoàng thật sự nói không nên lời cự tuyệt lời nói đến, sau đó liền chuyển qua thân mình, đứng ở kia chỗ tiểu xuất khẩu, coi như là cho ba cái tiểu gia hỏa làm một hồi che môn. Lúc này, Mục Nhan đã thu thập xong trong phòng bếp gì đó, có thể mang đi đều mang đi. Sau đó hướng phòng phương hướng nhìn lại thời điểm, liền nhìn đến nhiếp tượng sư lưng quá thân mình một màn, không khỏi mà cười cười, bởi vì từ nhỏ giáo dục, ba cái tiểu gia hỏa đối bản thân riêng tư thập phần coi trọng. Mục Nhan đổ cũng không biết là này có cái gì không tốt. Nhỏ phụng tiếng nói chuyện theo bên trong không ngừng mà truyền đến, một lát sau, ba cái tiểu gia hỏa rốt cục thay xong quần áo theo bên trong lúc đi ra, hiện trường tất cả mọi người phát hiện bọn họ ba cái vậy mà mặc vào giống nhau như đúc quần áo, hơn nữa kia giống nhau như đúc khuôn mặt, trừ bỏ lão nhị hơi mập điểm nhận ra được ở ngoài, lão đại diệp vũ thánh cùng lão tam diệp vũ hành đã hoàn toàn biện nhận không ra. Đương nhiên, đối với một nhang này mẹ mà nói, tự nhiên là nhận ra được, nhưng một nhang cũng không quấy rầy con trai của mình này khó được lạc thú. Nhiếp tượng sư thúc thúc, ta là ai? nhận ra đến có đường ăn nga. Diệp Vũ Thánh thập phần hoang thoát đối với quay chụp bọn họ nhiếp tượng sư nói. Nhiếp tượng sư nhìn nhìn Diệp Vũ Thánh, lại nhìn nhìn một bên Diệp Vũ Hành, nhất thời nhất quẩn, hắn thật đúng đoán không ra đến. Hảo đáng tiếc, thúc thúc không đường ăn. Lão đại, ta biết là ngươi, của ngươi đường cho ta đi. Một bên Diệp Vũ Triết vội vàng nói xong, đồng thời vương bản thân một bàn tay. Hắn biết lão đại trong trương hành lý có rất nhiều đồ ăn vặt, ba mẹ đều có ấn nhất định phân lượng cho bọn hắn, nhưng là hắn thật sự là nhịn không được, cho nên ăn nhanh một điểm, rất nhanh sẽ không có, nhưng là lão đại cũng còn rất nhiều, hắn nhìn đến quá, cho nên nhớ kỹ đâu. "Không, ngươi không tính." Diệp Vũ Thánh vội vàng vẫy vẫy bản thân đầu. "Lão nhị thế nào cả ngày đã nghĩ ăn ăn ăn?" "Khả trước ngươi chưa nói a, à, lần này đường ngươi trước tiên cần phải cho ta." Diệp Vũ Triết ngữ khí nhất thời rơi xuống, thần sắc cũng có vài phần bất đắc dĩ, không muốn điểm ăn, làm sao lại khó như vậy đâu. Không cho. Cấp thôi. Hai người vậy mà cứ như vậy ngươi một câu ta một câu tranh luận lên. Chung quanh nhân viên công tác xem đều nhịn không được buồn cười ra tiếng. Trong nhà có hai cái hài tử đều như vậy sao? Xem đều nhiều người tâm tình cảm thấy khoái trá phi thường cuối cùng vẫn là một nhang này làm mẹ nó ngăn trở giữa hai người không có kết quả nói chuyện, vỗ vỗ dịp vũ triết đầu, đó là ca ca ngươi cùng nhiếp tượng sư thúc thúc trong lúc đó ước định, ngươi thật sự không thể tính ở bên trong, còn có, của ngươi đồ ăn vặt ăn xong rồi, sẽ không cần nhớ thương ca ca ngươi cùng đệ đệ. Nếu ca ca ngươi cùng đệ đệ ăn xong rồi, hướng ngươi muốn, ngươi cảm thấy đau lòng sao? Không thể dưỡng thành lão nhị lòng tham thói quen. Còn có, Hiện tại ba người hiện tại mặc giống nhau quần áo, lão nhị đều rõ ràng béo một vòng, lại ăn đi, liền muốn biến thành mượt mà mập mạp. Đến lúc đó là, không có đối lập liền không có thương hại. Có lẽ phải là lo lắng cấp ba cái tiểu gia hỏa báo một cái tiêu hao thể lực hứng thú ban, thuận tiện cho bọn hắn rèn luyện một chút thân mình. Nga. Diệp Vũ triết ứng một câu, miễn nhất thời biết biết. Chung quanh nhân viên công tác xem trong lòng kia kêu một cái triều mến không thôi, bất quá biết một nhang là đang giáo dục đứa nhỏ, cho nên bọn họ cũng chỉ là can xem, tuy rằng bọn họ trong lòng cảm thấy tiểu hài tử tham ăn thật bình thường. Bất quá, rất nhanh, luôn luôn tại một bên lặng im dịp vũ hành như là nghĩ tới cái gì giống như, ngồi sổng xuống tử mở ra bản thân trương hành lý, liền theo bên trong xuất ra nhất tiểu quán đường, sau đó đưa đến dịp vũ triết trước mặt, nhị ca, cấp. Dịp vũ triết xem này quán đường, chớp chớp mắt, sau đó vụng trộn chăm chú nhìn Mục Nhan, sau đó thật nhanh thu trở về. Gặp Mục Nhan không nói chuyện, nghĩ nghĩ, vẫn là đem đường tắt về tới dịp Vũ Hành trong tay, đệ đệ, không cần, đây là của ngươi, cùng lắm thì ngươi ăn thời điểm cho ta một là được. Tuy rằng rất nghĩ muốn lấy đi, nhưng là mẹ nói đúng, nếu người khác hướng hắn muốn ăn, hắn đau lòng, bất quá tới tay gì đó liền như vậy không cần hắn cũng đau lòng, như vậy liền dự định một cũng xong rồi bọ lại tiểu cũng là thịt vũ đi thu đứng lên đi một nhang sờ sờ tiểu nhi tử đầu nàng biết tiểu nhi tử trong tay đồ ăn vặt thường xuyên có một phần sẽ tới lão nhị miệng bởi vì là riêng về dưới hành vi nàng liền mở một con mắt nhắm một con mắt nga diệp vũ hành ngoan ngoãn gật đầu đem này nọ lại thu lên toàn bộ quá trình diệp vũ triết ánh mắt đều ở trộm ngắm kia phó luyến tiếp lại muốn cự tuyệt biểu cảm làm cho người ta xem không khỏi cảm thấy buồn cười. Về phần Diệp Vũ Thánh, đó là trực tiếp cánh tay hoàng ngực đứng ở nơi đó, một bức khóc khóc bộ dáng. Lão nhị bộ dạng này, có chút. Xuẩn. Cho nên hắn mới không bằng hắn so đo đâu. Lúc này, một nhan nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm đến tiếp một tổ ước định địa điểm. Xem trước mặt ba cái tiểu gia hỏa nói, kiểm tra một chút của các ngươi này nọ, chúng ta phải đi. Ta gì đó đều thu tốt lắm. Diệp Vũ Thánh dẫn đầu mở miệng nói. Ta cũng vậy. Thừa lại hai con lớn cũng đi theo nói. Vậy đi thôi. Mục Nhan nói xong, đem bản thân vừa mới thu thập gì đó đặt ở rương hành lý thượng bắt đầu đi ra ngoài. Mặt sau ba cái tiểu gia hỏa còn lại là nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Mà ở bọn họ mặt sau, còn có tiếp mục tổ nhân viên công tác cùng nhiếp tượng sư xem này nhất đại tam tiểu nhân bóng lưng mỗi người trong lòng đều chỉ còn lại có một loại cảm giác tiết mục bá ra sau này toàn gia khẳng định hội hồng ba cái tiểu bảo bối bọn họ quái cao lương cùng quái a di xem đều nhịn không được lộ ra si hán tươi cười về phần bọn họ mẹ nhan giá trị như vậy cao trù nghệ như vậy hảo không hỏa đều nói không nên lời trôi qua mà bọn họ tiết mục phát hỏa bọn họ tiền thưởng không phải hơn. Đến cửa khách sạn, Mục Nhan liền nhìn đến lúc này đãi ở một chiếc trên xe tiểu Hứa. Nàng còn nói tiểu Hứa vì sao không có tới, nguyên lai là ở bên cạnh chờ. Tiểu Hứa nhìn đến Mục Nhan đám người, lập tức từ trên xe bước xuống, giúp đỡ Mục Nhan đem hành lý nâng đến trên xe, sau đó cũng cho bọn hắn mở sau cửa xe. Sau khi ngồi lên xe, Mục Nhan thế này mới hỏi tiểu Hứa, "Hải ca đâu?" hắn tối hôm qua thời điểm phải đi hoàng long suối nói là qua bên kia xem xem lộ tiểu hứa biết nghe lời phải đáp mục nhan nghe xong sau như có đâm chiêu đột nhiên trong lúc đó cảm giác của hắn vị này người đại diện như là đang trốn màn ảnh dường như ngươi điểm tâm ăn sao ta chỗ này có tiểu bánh ngọt muốn hay không nếm thử mục nhan bao vây lấy dễ dàng hộp gói to nhưng là tùy thân mang theo hoàng hồn sau liền hỏi tiểu hứa tiểu hứa vừa nghe mắt sáng rực lên một chút, sau đó nói: "Hảo, một tỷ tay nghề hắn biết, có cơ hội có thể ăn, đương nhiên phải nắm chắc. Cho nên ở nhíp tượng sư đi lên phía trước, tiểu hứa đã đem một nhang cấp hai cái tiểu bánh ngọc lan thôn hổ ít ăn xong rồi. Ăn xong sau, nhớ lại bánh ngọc tư vị, đột nhiên lại có chút hối hận vừa mới ăn quá mau, không có hảo hảo hưởng thụ. Lúc này, cùng chụp một nhang nhíp tượng sư thượng phó điều khiển vị trí." Vừa lên đến liền nghe thấy được bánh ngọt độc hữu hương sữa Nhíp tượng sư cũng nhịn không được táp ba một chút miệng Hắn hiện tại đều cảm giác miệng lưu có bánh ngọt dư hương đâu Về phần ba cái tiểu gia hỏa Phía trước liền ăn qua tiểu bánh ngọt Đối với tiểu bánh ngọt nhưng là không quá lớn dục vọng rồi Bọn họ tầm mắt nhắm là một nhang trong tay mặt khác nhất hộp món điểm tâm ngọt Tử khoai quy tử Một nhang tự nhiên là chú ý tới bất quá ba cái tiểu gia hỏa buổi sáng đều ăn hai cái cốc giấy tiểu bánh ngọt, bụng hiện tại chỉ sợ đều viên này tử khoai còn không dịch tiêu hóa vẫn là đợi lát nữa lại nói gặp một nhang thu hồi đến ba cái tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau sau rời đi tầm mắt mẹ không nhường ăn a à. sau đó xe khởi động bắt đầu hướng tới cổ trấn hoàng long suối mà đi dọc theo đường đi bởi vì thành đô bản địa bất đồng cho ma đều phong cảnh ba cái tiểu gia hỏa lực chú ý rất nhanh sẽ bị phong cảnh cấp hấp dẫn đi qua dọc theo đường đi càng không ngừng nói nơi này xinh đẹp nơi đó xinh đẹp liếu ríu làm cho cả trong xe có vẻ náo nhiệt cực kỳ xem bọn họ vui vẻ bộ dáng mục nhang cũng đi theo xem bên ngoài phong cảnh mặt mày công công cả người thập phần thanh thản mà lúc này nhiếp tượng sư màn ảnh đối diện chuẩn mục nhang xem màn ảnh bên trong mục nhang nhiếp tượng sư trong lòng nhịn không được than một tiếng có một số người xem, thật là kinh diễm thời gian. Chương 17 17 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lúc này một nhan tự hồ là đã nhận ra đối diện bản thân, hướng tới màn ảnh phương hướng nhìn thoáng qua, cười cười. Này cười, càng là như xuân về hoa nở thông thường. Giờ phút này, nhiếp tượng sư thầm nghĩ nói. Chỉ cần theo bề ngoài thượng xem, vị này một tiểu thư cùng ảnh đế diệp hoài cẩn quả thực là xứng không thể lại xứng. Này nhan giá trị, gạch thẳng đánh dấu. Quả thực chính là 360 độ vô gốc chết. Nhìn nhìn lại một bên tam bào thai diện mạo, càng là trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam, xem đều làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Sau đó, cho rằng đã bắt giữ đến hảo màn ảnh nhiếp tượng sư cũng không lại khiên máy ảnh, trực tiếp nhường trong xe xứng với tiếp tục quay chụp, mà hắn còn lại là quay đầu đi theo xem bên ngoài phong cảnh ước chừng một giờ sau xe rốt cục đứng ở cổ ngoài trấn từ trên xe bước xuống xem trước mặt trấn nhỏ liền cảm giác một cổ phong cách cổ xưa hơi thở đập vào mặt mà đến liếc mắt một cái nhìn lại không có huy hoàng cung khuyết cũng không có bao la hùng vĩ hào môn thâm viện xem rộn ràng nhốn nháo du khách cùng với ngồi ở trên hành lang dài hóng mát dân trấn nhóm làm cho người ta cảm giác một cổ điềm đạm tự nhiên thật khá a à, giống như là trong phim truyền hình nhìn đến như vậy ba cái tiểu gia hỏa xem nơi này đã nhịn không được kinh Diễm ra tiếng bởi vì muốn giữ bí mật duyên cớ một nhan cùng dịp hoài cẩn muốn dẫn bọn hắn đi du lịch nói chung đi đều là nước ngoài cho rằng như vậy bị nhận ra đến tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều cho nên tam con lớn nhìn đến này cổ trấn thời điểm mới hội hưng phấn như vậy mẹ muốn trụ tại như vậy đẹp mắt địa phương ta thích Diệp Vũ Thánh lập tức hướng một nhan tỏ vẻ bản thân đối tân hoàn cảnh yêu thích. Ta cũng thật thích. Diệp Vũ Triết cũng đi theo nói. Ngay tại đoàn người vì cảnh đẹp mà cảm khái thời điểm, đã sớm ở hiện trường chuẩn bị tốt đạo diễn tổ đã phái nhân viên công tác cầm nhiệm vụ tạp đến một nhan trước mặt. Thói quen nhiệm vụ tạp Diệp Vũ Thánh đi trước làm gương nói. Ta đến. Sau đó tiếp nhận nhiệm vụ tạp sau mở ra, liền bắt đầu niệm nổi lên mặt trên nhiệm vụ thân ái khách quý, chúc mừng tới mục đích xuyên Tây cổ trấn Hoàng Long suối, hiện tại thỉnh khách quý bản thân ở Hoàng Long cổ trong trấn tìm kiếm cần kinh doanh cửa hàng, chu du thế giới. Diệp Vũ Thánh nải thanh nải khí nói xong sau, lập tức hưng phấn mà xem mục nhan nói. Mẹ, chúng ta đi tìm cửa hàng đi. Ân, đi thôi. Mục Nhan đáp lời. Sau đó một người mang theo ba cái tiểu gia hỏa tiến nhập này tòa trấn nhỏ bởi vì hoàng long suối cũng được cho là thiên nhiên ảnh thị quay chụp căn cứ ở đây thường xuyên hội có một chút kịch tổ tiến đến quay chụp ở hoàng long suối ở lại nhân sớm đã thói quen lúc này cũng là đối như vậy quay chụp thấy nhưng không thể trách bất quá bọn họ vẫn là hội tương đối để ý đến là ai cho nên dọc theo đường đi chung quanh có người càng không ngừng đang quan sát bọn họ có lẽ là bởi vì thói quen người khác nhìn chăm chú có lẽ là bởi vì quá mức hưng phấn ba cái tiểu gia hỏa đối này đó tò mò ánh mắt thích ứng tốt cũng chung quanh quan sát đến chung quanh hoàn cảnh mà một ít du khách đang nhìn đến có tiếp một tổ ở quay chụp sau trước tiên mượn ra di động đến quay chụp nhìn đến một nhan diện mạo khi còn có không ít người ngẩn người tuy rằng bộ dạng rất xinh đẹp nhưng là bọn hắn không biết a à. có lẽ là người mới thật sự là bởi vì một nhan diện mạo thật sự rất có lừa gạt tính rất nhiều người cho dù không biết một nhan vẫn là chụp ảnh Tiết mục tổ đối những người này chụp ảnh chẳng phải thật để ý, tiết mục bá ra cũng cần một ít tuyên truyền, ảnh chụp trước tung ra ngoài cũng có thể kiếm một chút ánh mắt không là. Đồng thời, trải qua trên Internet dự nóng sau, đối với một nhang này vừa mới tiến vòng, người mới mà nói cũng có nhất định ưu việt. Mà lúc này một nhang cùng tam bào thai chẳng phải đặc biệt chú ý người kia tầm mắt. Ở đi qua đứng ở hành lang dài sau, bọn họ liền đi tới này trấn nhỏ trung tâm, còn chưa có tiếng vào ngã tư đường liền nhìn đến bên trong mảnh liệt đám người cùng với náo nhiệt cửa hàng đủ loại vật kỷ niệm cửa hàng tiệm cơm quán ăn vặt cùng với nhà trọ đứng ở trong đó ra chấm PHIT đậu hoa vị chi tiên mễ tuyến bún ăn ngon lại đây nướng móng heo hữu thịnh thực phẩm phụ điếm bên này không có chu du thế giới bất quá ở trong này này nọ ngửi thơm quá a à. diệp vũ triết xem duyên phố cửa hàng một đám nhớ kỹ, cuối cùng hạ một cái kết luận. Đồng thời hắn cả người lúc này đã bị tham trùng cấp câu đi rồi. Như không phải là bởi vì có nhiệm vụ ở, hắn chỉ sợ cũng hướng một nhan làm nũng muốn ăn ăn ngon. Chỉ là chính bản thân hắn cũng không có chú ý đến, này nhà trọ cùng với vật kỷ niệm điếm đều bị hắn cho xem nhẹ đi qua, miệng niệm đều là ăn. Một nhan nhìn nhìn chung quanh cửa hàng tên sau cũng là chú ý tới, xem dịp vũ triết một mặt nghiêm cẩn tìm kiếm biểu cảm, cũng không tốt cười ra, chỉ có thể che giấu bản thân trên mặt ý cười, che tay đặt ở bên môi khinh ho một tiếng nói. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước, còn có vài điều nhỏ nhỏ đâu. Nga Diệp Vũ triết lên tiếng, có chút không tha xem duyên phố hàng ăn vặt trong, đi theo tiếp tục đi rồi. Về phần Diệp Vũ Thánh cùng Diệp Vũ Hành đối Mỹ thực sức chống cự muốn mạnh hơn nhiều, hai người như trước một tả một hữu xem các gia điếm chiêu bài, liền chờ đợi sớm một chút có thể tìm được cửa hàng chính là lại đem sở hữu ngõ nhỏ đều cấp đi khắp, cũng không thấy có gì một nhà tên là Chu Du Thế Giới Cửa Hàng. Ba cái tiểu gia hỏa đã theo ban đầu tinh lực tràn đầy đến bắt đầu đồi. Mẹ, này cửa hàng đến cùng ở đâu đâu? Đều đi khắp, cũng không thấy, ta rất mệt. Diệp Vũ Triết mở miệng nói, thấp giọng thở dài một hơi. Khắc hai cái tiểu gia hỏa lúc này tọa ở một bên, cầm bản thân tay nhỏ bé chủy bản thân cẳng chân, đang nghe đến Diệp Vũ triết lời nói khi, cũng tán thành gật gật đầu. Nhanh! Tìm được sau là có thể nghỉ ngơi, bất quá hiện tại chúng ta kiên trì nửa hội có thể chứ. Bảo bối nhóm! Một nhang xem mấy đứa nhóc suy suốt bộ dáng, trực tiếp trấn an nói. Ở không có tới mục đích phía trước, một nhang cũng không hy vọng bọn họ liền như vậy dừng lại. Nhớ tới ngày thường ba cái tiểu gia hỏa đều có chuyến đặc biệt tiếp đưa, đi chơi, lúc mệt mỏi là có thể nghỉ ngơi không có trải qua quá có biểu hiện như vậy thật bình thường bất quá rất nhiều chuyện đều cần kiên trì từ giờ trở đi học hội ân ừ. ba cái tiểu gia hỏa xem mục nhang nghiêm cẩn bộ dáng vẫn là ngoan ngoãn đáp tùy sau tiếp tục đi theo mục nhang phía sau vì nhường con trai của tự mình nhóm đừng như vậy mệt mục nhang bắt đầu chung quanh quan sát lên đồng thời nàng cũng tưởng nổi lên phía trước xem tống nghệ trong tiết mục khách quý đối tiết mục tổ đánh giá. Trong tiết mục, đi qua dài nhất lộ là tiết mục tổ lộ số. Nàng hiện tại đã ở tham gia một cái chân nhân tú tiết mục, tiết mục tổ lộ số tầm mắt vừa chuyển, một nhang ánh mắt nhất thời dừng ở xa xa bờ sông một cái phòng thượng. Này phòng ở tại đây xa xa, hoặc nhìn thật đúng có một loại di thế mà độc lập cảm giác. Như vậy đặc thù phòng ở thật dễ dàng chính là tiết mục tổ mục tiêu nghĩ, một nhang mang theo ba cái tiểu gia hỏa hướng tới này, cô phòng, đi đến. Một lát sau, bốn người liền đến tiểu viện tiền. Chu, du, thế, giới. Đến, chúng ta đến. Nhớ kỹ cái gọi là cửa hàng tên, ba cái tiểu gia hỏa cao hứng vỗ tay đến. Rốt cục đến. Bọn họ có thể nghỉ ngơi. Đẩy cửa ra đi vào, xem tiểu viện tử đầy đất lục sắc, nhất thời cảm giác được nồng đậm điền viên hơi thở mẹ chúng ta có thể chung quanh nhìn xem sao phát hiện phương diện này có động thiên khác ba cái tiểu gia hỏa lập tức rút đi mỏi mệt chuẩn bị tốt hảo xem bọn hắn kế tiếp hai ngày muốn trụ tân hoàn cảnh ở cửa hàng bên trong hơn nữa còn có tiếp một tổ nhân viên công tác một nhan trực tiếp liền gật đầu đáp ứng rồi xem bọn họ tay trong tay rời đi một nhan trước tiên tìm kiếm khởi này phòng ở phòng bếp đang tìm một phen sau một nhan rốt cục tìm được phòng bếp đẩy cửa ra đi vào, đầu tiên mắt là nhường một nhang cảm thấy kinh hỉ. Phòng bếp thoạt nhìn thập phần sạch sẽ, tiếp mục tổ phương diện hẳn là một lần nữa tu chỉnh quá. Rộng mở không nhiễm một hạt bụi mặt bàn, thoạt nhìn cọ lượng cọ lượng, làm cho người ta xem đều cảm thấy tâm lý thoải mái, hẳn là kiểu cởi mở phòng bếp. Mà mặt bàn một bên cái giá thượng còn có đủ loại chưa bị khai phong gia vị cùng với đủ loại đao cụ. Trừ này đó ra, một bên còn làm ra vẽ một cái tủ lạnh nhìn quanh một phen, một nhan nhất thời đều có chút trục trịch đứng lên. Nhanh đến giữa trưa, vừa vặn có thể chuẩn bị cơm trưa. Phía trước xem qua tiết mục giới thiệu, hôm nay hội có một chút minh tinh khách quý cũng tới, hẳn là cũng nhanh đến thôi. Đang muốn làm cơm trưa, một nhan rất nhanh sẽ phát hiện phòng bếp giống nhau, này phòng bếp là sạch sẽ không sai, nhưng là nồi đâu. Hơn nữa, phòng bếp giống như không có đồ điện A. Lại là tiết mục cổ lộ số. Đúng lúc này, một nhang rất nhanh sẽ phát hiện ở trong góc làm ra vẽ một trương nhiệm vụ tạp. Thân ái khách quý, chúc mừng ngươi phát hiện che giấu nhiệm vụ, này kỳ tiết mục sở nhu hết thảy đồ dùng cần khách quý nhóm ngay tại chỗ lấy tài liệu. Một nhang xem xong sau, nhất thời có một loại không rõ dự cảm. Trước tiên liền mở ra tủ lạnh. Tủ lạnh mở ra sau, bên trong trống rỗng, chỉ bãi cô Linh Linh một căn dưa chuột cùng hai quả trứng, trừ này đó ra, không có gì cả tủ lạnh nhất kíp sau, một nhan đang nhìn xem kia bị nàng cho rằng là kiểu cởi mở phòng bếp mặt bàn, vòng đến mặt sau vừa thấy, liền nhìn đến lưu lại nhóm lửa vài cái địa phương. Mà phóng củi lửa địa phương, trổng kết có này hai cái kinh nghiệm sau, một nhan bắt đầu nghiêm cẩn nghiên cứu từ xưa phòng bếp. Trở lại mặt bàn tiền, một nhan kiểm tra rồi một chút, rất nhanh sẽ xốc lên trên mặt bàn khuôn mẫu, nhất thời liền lộ ra phía dưới vài cái lớn nhỏ không đồng nhất nồi. Thật là thuần thiên nhiên phòng bếp. Mục Nhan nhất thời cũng cảm giác được tiếp một tổ thật sâu ác ý, mẹ, mẹ, còn có khác nhân lấy hành lý đến đây. Mẹ, là trong tivi nhìn đến quá. Mẹ, ta có nghe qua một cái hát ca. Mục Nhan đang ở quen thuộc phòng bếp thời điểm, chợt nghe đến bên ngoài ba cái tiểu gia hỏa tiếng la. Mục Nhan thần sắc một chút, cái khác khách quý đến đây. Chương 18. 18 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mục nhang ở tham gia này tiết mục thời điểm chỉ biết bản thân là này đương tiết mục thường trú khách quý, mà trừ bỏ nàng ở ngoài, mỗi một kỳ đều sẽ có lưu động khách quý gia nhập. Loại này hình thức ở dĩ vãng tống nghệ trong tiết mục thường xuyên có thể nhìn thấy, nhưng là bất đồng là, lúc này đây làm chủ khách quý bản thân là một cái danh điều chưa biết người mới. Mà có thể làm lưu động khách quý bị mời, ít nhất đều có nhất định danh khí cứ như vậy, nàng này người mới khó tránh khỏi hội có vẻ thế nhược một điểm. Đương nhiên, nàng nếu chuyển ra dịp hoài cẩn, tình huống liền không giống với. Nhưng là nàng nguyện ý sao? Đương nhiên không đồng ý. Ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, một nhang đi ra ngoài. Chỉ cần bước ra bước đầu tiên, mặt sau hết thảy tự nhiên mà vậy liền thuận lợi. Như thế đồng thời, bên ngoài. Tam bào thai lúc này đang theo ba cái tuổi trẻ xuất tiểu hỏa hai mặt nhìn nhau. Văn Sâm, Liễu Dư An, Quý Lâm Nguyên ba người đúng là thứ nhất kỳ tiết mục khách quý. Ở bọn họ đến phía trước, bọn họ liền đại khái biết này đương tiết mục chủ khách quý là một cái rất có bối cảnh người mới, dù sao không có điểm bối cảnh như thế nào có thể bắt như vậy nhất đại đương tiết mục. Đồng xe mà đến thời điểm, bọn họ lo lắng quá đủ loại gặp mặt cảnh tượng, thậm chí muốn hẳn là dùng cái gì thái độ đối đãi này người mới. Nhưng là làm cho bọn họ vạn vạn thật không ngờ là, bọn họ tiến vào, nhìn lần đầu đến không là bọn hắn cho rằng người mới, mà là ba cái bộ dạng cơ hồ giống nhau như đúc manh qua. Ở đệ trong nháy mắt, bọn họ ý tưởng là, bọn họ nên sẽ không đi nhầm địa phương thôi. Trong đó trẻ tuổi nhất văn sâm lui về sau một bước, nhìn nhìn trên cửa nhãn. Chu du thế giới, không sai a à. Sau đó, bọn họ còn chưa kịp mở miệng, ba cái manh qua cũng đã mở miệng. Mẹ, mẹ, còn có khách nhân lấy hành lý đến đây. Mẹ, là trong tivi nhìn đến quá. Mẹ, ta có nghe qua vị kia thúc thúc hát ca. Cho nên, này ba cái tiểu gia hỏa đi theo chủ khách quý đến. Còn có bọn họ trong miệng xưng hô. Mẹ, bọn họ không có nghe sai đi. Này chủ khách quý đến cùng là cái gì thân phận? tân xuất đạo người mới đều đã là kết hôn sinh con. Ngay tại ba người một mặt mộng bức thời điểm, liền nhìn đến một nữ nhân theo trong phòng đi ra. Nhìn đến một nhan thời điểm, ba người đều nhịn không được ngẩn người. Này chính là lần này, chu du thế giới, chủ khách quý. Trưởng thật là rất xinh đẹp a. À. Ách ách ách. Không hề giống là ta một đứa trẻ mẹ. Các ngươi hảo, ta là một nhan. Một nhan xem ba người, bỗng chốc liền nhận ra ba người thân phận như nàng phía trước suy nghĩ thứ nhất kỳ tham gia tiếp mục khách quý có nổi tiếng đây là nhất định văn sâm vòng giải trí bên trong thiên tài âm nhạc nhân lúc ban đầu là giúp người khác viết ca nổi danh cuối cùng bản thân phát ra album một lần là nổi tiếng đến bây giờ hàng năm ra album vừa lên giá cơ bản sẽ bị thưởng thụ không còn tân ca mỗi lần cũng là chiếm cứ các đại âm nhạc bản đan liễu dư an Vòng giải trí tân tú đạo diễn, biên đạo thứ nhất bộ chúc thành tựu bản điện ảnh cuối cùng lại đạt được 8 triệu phòng bán vé, buôn bán lời cái mãn bồn bát, hiện tại đã ký ước vòng trung có tiếng giải trí công ty, tương lai tiền cảnh vô lượng, trọng yếu nhất, này đạo diễn có một trương có thể so với tiểu thịt tươi khuôn mặt tuấn tú, ở phan đàn bên trong nhân khí cũng là bất phàm. Quý Lâm Nguyên, vòng giải trí đương hồng tiểu thịt tươi, quay chụp một cái cổ trang xuyên Việt võng kịch gặp may bởi vì này diện mạo là xuất không cần không muốn, có nhan có thực lực, hiện tại nhân khí đúng là tăng vọt khi, ký hẹn hoàn cầu giải trí, cũng chính là dịp hoài cẩn hiện tại chỗ công ty. Ba người tư lịch ở vòng trung tuy rằng tương đối thiển, nhưng là nhân khí tuyệt không thấp. Mà một nhan hiểu biết ba người, ba người cũng là đối một nhan một điểm đều không biết. Hiện đang nhìn một nhan, nhất trí nhận định phía trước ở vòng giải trí trung căn bản là không có nghe nói qua tên một nhan. Này không thể nghi ngờ đều là đang nói minh một điểm, một nhang là cái thuần túy người mới. Ở ba người chuẩn bị cũng giới thiệu một chút bản thân thời điểm, bọn họ ba người trong mắt manh qua cũng đã qua đến đây. Nhất trí ngẩng đầu lên xem bọn họ, ở ánh mặt trời chiếc xạ hạ làn da càng trắng nõn non mịn, giống như là mới ra lô bánh bao, làm cho người ta nhịn không được muốn xoa bóp, sau đó cắn thượng như vậy một ngụm. Thúc thúc nhóm hảo, ta là Diệp Vũ Thánh. Diệp Vũ Thánh trước hết mở miệng nói, mắt to ở ba người trước mặt đánh giá, cuối cùng dừng ở Quý Lâm Viên trên người, này thúc thúc hắn nhớ được, hắn xem qua của hắn phim truyền hình đâu. Ta là Diệp Vũ Triết. Diệp Vũ Triết cũng không lạc nhân sau nói, bất quá này ba người, hắn đều không biết là ai, bất quá ca ca đã giới thiệu, hắn đi theo giới thiệu, chuẩn không sai. Diệp Vũ Hành. Ít nhất Diệp Vũ Hành cũng mở miệng sau đó đối với Văn Sâm lộ ra một cái nhuyễn hồ hồ mỉm cười, ba cái thúc thúc bên trong, hắn duy nhất có ấn tượng chính là Văn Sâm, tự nhiên càng thân cận Văn Sâm một ít. Ba cái tiểu gia hỏa giới thiệu nhất thời nhường ba cái đại nam sinh tâm đều nhuyễn hồ không ít. Bọn họ không có mang tiểu hài tử trải qua, nhưng là hiện tại, bộ dạng đáng yêu manh qua liền ở trước mắt, làm cho bọn họ đều bị manh không cần không muốn. Nhất là kia tam song trong suốt ánh mắt làm cho người ta xem đều có thể dở xuống sở hữu tâm phòng. Cuối cùng, Văn Sâm dẫn đầu mở miệng, trên mặt mang theo rực rỡ mỉm cười, lộ ra một ngụm rõ ràng nha, ta là Văn Sâm, các ngươi có thể tên là Văn Sâm Thúc Thúc. Văn Sâm Thúc Thúc Hảo Ba cái tiểu gia hỏa nhất trí lễ phép nói. Có văn sâm mở đầu, thừa lại hai cái cũng lập tức tự giới thiệu. Ba cái tiểu gia hỏa càng là rất nhanh đối với ba người thúc 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 kêu lên. Thông qua này ngắn ngủi lẫn nhau trao đổi, một nhang đối ba cái con người tính cách cũng đều có nhất định hiểu biết. Văn Sâm tính cách hoạt bát, Liễu Dư An có chút cao lãnh, Quý Lâm Nguyên tắc là có chút tiểu thẹn thùng. Nếu là chỉ có một nhang một người, nàng đổ là có chút lo lắng như vậy làm sao ban đầu thời điểm cùng này ba người trong lúc đó cọ sát, nhưng rõ ràng có ba cái manh manh đắc tiểu gia hỏa làm dầu bôi trơn, sau này đó cũng không lại là vấn đề ở biết một nhan niên kỹ so với bọn hắn lớn một ít lại không là đặc biệt đại sao, Văn Sâm cùng Liễu Dư An liền trực tiếp kêu nổi lên tên. Về phần một tỷ cái gì? Văn Sâm cùng Liễu Dư An thầm nghĩ nói, xem này một trương tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt, bọn họ còn thật là kêu không ra khẩu. Nhưng là quý lâm uyên, bởi vì tuổi nhỏ nhất, bất quá vừa đến 20, cho nên không có áp lực tâm lý đối với một nhan hô một câu một tỷ. Bất quá trong lòng hắn lại là có thêm bản thân suy tính, hắn nghĩ tới đến phía trước bản thân người đại diện nói với tự mình lời nói, đối với này thường trú khách quý muốn khách khí điểm, này khách quý cùng bọn họ công ty có liên quan. Hắn ban đầu tưởng bản thân công ty lực phủng người mới, nhưng là ở biết một nhan tuổi này cùng với tam bào thai sau, trong lòng loáng thoáng có một cái đoán bọn họ công ty gần nhất tương đối có tiếng chính là dịp hoài cẩn vị này lão bài ảnh đế tuôn ra muốn dẫn tam bào thai thượng thân tử tiết mục tin tức này đến bây giờ còn chiếm cứ giải trí tin tức tiếp trang đầu trong lúc này xuất hiện một cái cùng bọn họ công ty có liên quan mang theo tam bào thai nữ nhân hắn bỗng chốc liền nghĩ tới dịp hoài cẩn trên người theo hiện tại xem ra có rất đại khả năng tính cho nên mặc kệ có phải không phải Quý Lâm Nguyên đều quyết định ở trong tiết mục đem bản thân tư thái phóng thấp một điểm, dù sao một nhan thân phận không rõ, rồi sau đó mặc đến ba cái khách quý trung, hắn niên kỹ nhỏ nhất, tư lịch tối thiển. Lẫn nhau quen thuộc sau, một đám người ánh mắt phóng về tới tiết mục bản thân. Văn Sâm nhức đầu, sau đó nói. Đúng rồi, không phải nói tiết mục tổ có cái đại trù, muốn cho chúng ta làm nói món cây tứ xuyên. Còn làm chúng ta gọi món ăn tới, đại trù nhân đâu nghe xong văn sâm lời nói một nhang ở một bên cười cười chủ động nói như ta không tưởng sai lời nói các ngươi trong miệng đại trù là ta một nhang nói xong chỉ chỉ bản thân đồng thời cũng theo văn sâm trong lời nói bắt giữ đến một ít tin tức tiếp một tổ làm cho bọn họ gọi món ăn đồ ăn là điểm không sai nhưng là nguyên liệu nấu ăn đâu văn sâm nhất thời như là bị kinh hách ngươi như vậy ngăn nắp lượng lệ cùng đầu bếp hình tượng không hợp a à. liền ngay cả cao lãnh liễu dư an ở nghe thế câu khi cũng lộ ra một cái kinh ngạc biểu cảm về phần quý lâm nguyên đối trong lòng đoán càng khẳng định phía trước ngay tại trong công ty nghe nói qua dịp hoài cẩn lão bà là ngoài vòng tròn tự hồ bản thân mở một nhà nhà ăn rất có tiếng nếu là một nhang là đại trù lời nói lại một cái tin tức chống lại xem ba người không thể tin bộ dáng ít nhất diệp vũ hành tựa như đã nhìn ra lập tức liền đứng ra tuyên cáo nói mẹ ta làm gì đó được không ăn hắn luôn luôn là hiểu được quan sát hảo hài tử vừa thấy đến này ba cái thúc thúc không tin liền nhịn không được đứng ra vì bản thân mẹ biện giải ừ ừ diệp vũ thánh cùng diệp vũ triết đi theo mảnh gật đầu xem ba cái tiểu gia hỏa lần nữa cường điệu bộ dáng văn sâm lập tức lộ ra một cái làm quái biểu cảm ai nha ta không phải không tính chính là cảm thấy bất khả tư nghị mà thôi. Một nhan sờ sờ Diệp Vũ Hành đầu, sau đó nói. Ta thật là một cái đầu bếp. Ân, đây là một nhan cấp bản thân định vị. Văn Sâm nghe, trong lòng càng kỳ quái. Đầu bếp chạy tới tham gia tống nghệ tiết mục, vẫn là chủ khách quý. Nhìn nhìn lại một nhan, sau một vòng đương hồng minh tinh còn xinh đẹp mặt, rõ ràng là muốn xuất đạo tiết tấu. Hắn có chút xem không hiểu mà nói đến ăn ngon, lúc này Diệp Vũ Triết sờ sờ bản thân cái bụng, mở miệng nói: Mẹ, ta bụng hơi đói, ngươi làm tử khoai quy tử chúng ta còn chưa có ăn đến đâu. Diệp Vũ Triết vừa nói như thế, Diệp Vũ Thánh cùng Diệp Vũ Hành bỗng chốc liền nghĩ tới kia xinh đẹp tử khoai động vật quy tử, nhìn không được liếm liếm miệng, bọn họ cũng tưởng ăn a, à. phía trước không có thể ăn, hiện tại bọn họ đi rồi xa như vậy lộ, bụng hẳn là tiêu hao không ít, có thể ăn đi mà nghe được tử khoai quy tử văn sâm ba người nhất thời có chút tò mò bọn họ tàu xe mệt nhọc đi lại hơn nữa tiết mục tổ trả lại cho bọn họ một phần thực đơn làm cho bọn họ tùy ý lựa chọn muốn ăn nói món cây tứ xuyên bọn họ dọc theo đường đi đều ở thảo luận muốn hưởng thụ đến mỹ thực đâu chống lại như vậy mấy sông ăn hóa tầm mắt một nhang xoay người từ một bên trương hành lý thượng lấy qua chứa đồ ăn bao vây mở ra sau xuất ra buổi sáng làm tốt tử khoai quy tử Đại gia trước điếm điếm bụng đi. Ăn xong chúng ta bàn lại đàm. Mục Nhan cảm thấy bản thân có tất yếu tại đây ba cái khách quý ăn xong có khí lực sau, lại đến nói chuyện bọn họ gặp được vấn đề. Mà lúc này Văn Sâm ba người không hề hay biết, ở Mục Nhan món điểm tâm ngọc lấy sau khi đi ra, hoàn toàn bị hấp dẫn ánh mắt. Này món điểm tâm ngọc làm được thoạt nhìn thật là đẹp mắt, làm cho người ta xem liền thèm ăn đại khai. Mẹ cấp. Văn Sâm thúc thúc cấp Dư An thúc thúc cấp. Lâm Nguyên ca ca cấp. Ba cái bánh bao nhỏ biết lễ phép phân biệt trước cấp một nhang cùng văn sâm đám người cầm điểm tâm sau thế này mới một người cầm một cái. Lấy tới tay sau, ba cái bánh bao nhỏ liền khẩn cấp ăn lên. Cắn tiếp theo khẩu, nhất thời đều lộ ra cảm thấy mỹ mỉ mãn mỉm cười. Hảo ngọt hảo hảo ăn a à. Hưởng thụ một phen tử khoai kia ngọt nhu vị sau, ba cái bánh bao nhỏ tiếp tục cắn hạ thứ hai khẩu, đồng thời nhìn thoáng qua trước mặt văn sâm đám người như vậy vừa thấy sửng sốt bởi vì văn sâm ba người trên tay món điểm tâm ngọt đã bị bọn họ ba bốn khẩu ăn xong rồi chống lại ba cái bánh bao kinh ngạc tầm mắt văn sâm đem trong miệng tử khoai quy tử nuốt vào sau đó đưa tay lại cầm một cái nói hảo hảo ăn lúc này hắn chỉ cảm thấy bản thân vị giác đã hoàn toàn bị ôm lấy thật là rất đặc sao hảo ăn một cái hoàn toàn không đủ a à. Thừa lại liễu dư an cùng quý lâm viên tắc nói cái gì cũng chưa nói, nhưng là bọn hắn kia thân hướng tử khoai quy tử thủ đã bại lộ hết thảy. Ba cái bánh bao nhỏ thấy thế, ánh mắt nhất thời trừng tròn tròn. Bọn họ thế nào ăn nhanh như vậy? Chương 19 19 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Một thoáng chốc, một nhan chuẩn bị nhất hồng tử khoai quy tử cũng đã bị ăn cái sạch sẽ. Xem rỗng tuyết hồng lại nhìn ba cái tiểu gia hỏa nhìn xem kia không hòng một mặt khiếp sợ bộ dáng, văn sâm ngượng ngùng nói. Ăn quá ngon, bỗng chốc không nhịn xuống, thúc thúc lần sau cũng cho các ngươi mua xong ăn. Anh 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 bọn họ thật sự không nghĩ tới cùng tiểu hài tử thưởng ăn, chính là bất tri bất giác liền ăn một cái lại một cái. Không thể trách bọn họ rất tham ăn, chỉ có thể thuyết minh đối phương tay nghề thật tốt quá. Hắn hiện tại cuối cùng là tin tưởng, một nhang là cái đại trù chiêu thức ấy tay nghề, thật là tuyệt. Nghe được Văn Sâm nói như vậy, Diệp Vũ Thánh đem bản thân trong tay thừa lại một ngụm nhét vào trong miệng, sau đó vỗ vỗ thủ nói. Không quan hệ, ăn xong rồi, chúng ta muốn ăn lời nói, mẹ còn có thể cho chúng ta làm. Ai? Ai bảo thúc thúc nhóm miệng so với bọn hắn đại đâu? Miệng thiên nhiên liền ăn nhiều lắm. Bọn họ sau khi lớn lên cũng có thể ăn nhiều hơn. Mẹ nói, mời khách thời điểm không thể quá nhỏ khí diệp vũ hành cũng đi theo nói hắn đem mẹ nói nhớ được khả lao đúng vậy không có quan hệ bất quá thúc thúc ngươi nói cho chúng ta mang ăn ngon là thật vậy chăng diệp vũ triết lúc này cũng phản ứng đi lại ở bản thân ca ca cùng đệ đệ nói xong sau lập tức liền cường điệu một chút hiển nhiên của hắn chú ý điểm ở chỗ đối phương nói cho bọn hắn mang ăn ngon thật sự nhất định cho các ngươi mang Văn Sâm lập tức cam đoan nói. Chúng ta cũng cho các ngươi mang. Một bên Liễu Dư An cùng Quý Lâm Nguyên cũng đi theo nói, bọn họ hai cái cũng có chút ngượng ngùng. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân vẫn còn có cùng tiểu hài tử thưởng ăn một ngày. Ba cái tiểu gia hỏa đầu nhất thời vừa chuyển, nhìn về phía mục nhan, mẹ, ngươi cảm thấy như vậy có thể chứ? Như vậy thật hảo hảo a à. Thỉnh nhất hộp tử khoai quy tử, có thể có tam phân ăn, này nhiều có lời. Ừ ừ, về sau có thể nhiều hơn cùng người khác lễ thượng vãng lai. Mục nhan xem ba cái tiểu gia hỏa trong mắt ẩn hàm chờ mong ánh mắt, cuối cùng gật gật đầu, nhớ được cảm ơn thúc thúc nhóm. Dù sao cũng là văn sâm trước tiên là nói muốn xin hắn nhóm ăn được ăn vũ triết mới có thể nhớ kỹ, dù sao ở của hắn trong ý tưởng, người khác thỉnh ăn cái gì, lần sau phải nhớ phải mời trở về. Cám ơn thúc thúc, ba cái tiểu gia hỏa quay đầu liền đối với ba người nói. Ba người xem bọn họ non nớt thanh âm, trong lòng giống như là có một căn lông chim phất qua giống nhau, sau đó hoặc bác văn xâm nhịn không được ở trong đó tối béo cái kia trên mặt nhéo một phen. Thịt thịt xúc cảm hảo hảo. Một bên liễu dư an cùng quý lâm viên thấy thế, để ở bên người thủ có chút trục trịch. Nhưng là tiếp theo dây, Diệp Vũ Thánh cùng Diệp Vũ Hành hai người đã chạy tới một nhang phía sau, chính là một tả một hữu vương đầu, cảnh giác xem bọn họ. Liễu Dư An cùng Quý Lâm Nguyên hai người yên lặng đưa tay thu trở về. Ngô ngô ngô. Phóng. Thủ. Mà lúc này, Diệp Vũ Triết lấy ra bản thân tiểu béo thủ ở văn sâm trên tay vỗ một chút, ở đối phương buông ra sau, lập tức liền trốn rất xa. Vì thế, văn sâm vừa nhấc đầu liền nhìn đến tươi cười nhu hòa một nhang. Nhớ tới bản thân vừa mới hành vi, nhất thời có chút ngượng ngùng đứng lên xem bọn hắn rất đáng yêu nhất thời nhịn không được mục nhang nghe vậy lắc đầu nói không quan hệ sau đó xem trong bao vây cũng còn lại vài cái cốc giấy bánh ngọt tiếp tục nói nơi này còn có một chút cốc giấy bánh ngọt các ngươi ăn sao ăn ba người nhất trí nói bọn họ đã triệt để bị mỹ thực cấp chinh phục ngay sau đó ba người tay mắt lanh lẹ cầm đi trên bàn thừa lại cốc giấy bánh ngọt. Xem ba người vội vàng bộ dáng, đang ở quay chụp bên trong nhiếp tượng sư cùng nhân viên công tác cũng nhịn không được nở nụ cười. Thế giới này, quả nhiên không ai có thể cô phụ được mỹ thực. Mà ở nhân viên công tác đôi lý trần trạm xem vừa mới thu màn ảnh, cũng cười. Này đó khách quý nhóm chân thật phản ứng, bá sau khi đi ra hiệu quả chỉ biết rất tốt. Dù sao, cướp đoạt mỹ thực khi phản ứng là không lừa được nhân. Trần trạm trong lòng cái này gọi là một cái mỹ tư tư, theo trước mắt thu hoàng một ít màn ảnh xem, hắn đều có thể dự tính tưởng kết quả hiệu quả có bao nhiêu tốt lắm. Xem ra thứ hai kỳ tiết mục là có thể tiếp tục như vậy, thiết trí một ít quan tạp, nhưng khách quý nhóm tự do phát huy, như vậy thoạt nhìn chân thật độ cao một điểm. Chân nhân tú, trừ bỏ tú ở ngoài, cũng cần thực chờ văn sâm ba người đem cốc giấy bánh ngọt đều cấp giải quyết sau lúc này nhìn về phía mục nhang mục nhang phía trước chúng ta đến thời điểm điểm và dạng nói món cây tứ xuyên đợi lát nữa có phải không phải ngươi động thủ cho chúng ta làm văn sâm ở ý còn chưa hết tạp đi một chút miệng sau nhớ tới bọn họ việc này mục đích lập tức nói dù sao hắn tiếp đến này thông cáo thời điểm của hắn người đại diện nói với hắn chính là đến vui chơi giải trí chơi đùa hắn vừa nghe này tiết mục tốt như vậy trực tiếp đáp ứng xuống dưới có thể vui chơi giải trí chơi đùa còn có thể lấy điểm thông cáo phí hiện tại xem ra thật là rất đáng giá này hai ngày nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một chút mỹ thực hơn nữa một nhang món điểm tâm ngọt đều làm ăn ngon như vậy chủ bữa chỉ biết càng bỗng cho nên lúc này văn sâm trên mặt ẩn ẩn mà dẫn dắt chờ mong liên quan một bên liễu dư an cùng quý lâm uyên tiếng lòng đều nhịn không được bị chụp động nhiếp tượng cho bọn hắn bộ mặt đặc tả tràng vụ chuẩn bị nhiệm vụ tạp trần trạm ở một bên lập tức phân phó nói bởi vì hắn biết thời điểm mấu chốt đến quả nhiên mục nhan đang nghe đến văn sâm lời nói sau gật gật đầu nói là ta làm không sai bất quá nghe được phía trước một câu nói ba người còn thật cao hứng mặt sau hai chữ xuất ra sau, nhất thời có loại không rõ dự cảm. Bất quá cái gì? Bất quá trong phòng bếp không nguyên liệu nấu ăn, hiện tại chỉ có một căn dưa chuột, hai quả trứng, đồng thời còn có một trương nhiệm vụ tạp, làm chúng ta ngay tại chỗ lấy tài liệu. Mục nhan nói, hai tay nhất quán, thành thật nói, hiện tại ta cũng vậy không bột đố gột nên hồ. Không thể nào. Ba người thần sắc đều có chút không thể tin. Liền trong lúc này, cùng chụp ba người ba cái nhiếp tượng sư ở máy quay phim tiền mang theo nhiệm vụ tạp đi lại. Này là các ngươi nhiệm vụ tạp. Một bên tràng vụ nhắc nhở nói. Ba người thuận thế tiếp nhận, lập tức mở ra. Mở ra sau, liền nhìn đến mặt trên nhiệm vụ hai cái chữ to. Ở nhiệm vụ phía dưới, viết là bọn hắn đến phía trước điểm thức ăn cùng với làm món ăn này cần nguyên liệu nấu ăn, mà bọn họ nhiệm vụ chính là làm cho điều này đó nguyên liệu nấu ăn mới có thể ăn cơm như địa phương không có một ít nguyên liệu nấu ăn, cũng cần nhất định đại giới cùng tiết mục tổ trao đổi. Xem xong nhiệm vụ tạp, văn sâm nhất thời buôn hội. Các ngươi mỗi người một món ăn sau, ta sợ không đủ ăn, ta điểm ba đạo A. Cho nên của hắn nguyên liệu nấu ăn là nhiều nhất. Liễu Dư An cùng Quý Lâm Nguyên hai người nhìn đến nhiệm vụ tạp thời điểm, vốn cũng là nhíu mày vẻ mặt đau khổ, nhưng là lại nhìn văn sâm hình dáng thê thảm, nhất thời cảm thấy dễ chịu không ít quả nhiên, có một cái thảm hại hơn tồn tại sau, một đôi so, bọn họ đều cảm thấy bản thân tình trạng tốt lắm rất nhiều. Một nhang xem bọn họ hay thay đổi sắc mặt, cũng nhịn không được cười cười. Mà tam con lớn nghe không hiểu tình huống hiện tại, bọn họ chỉ biết là trước mắt này ba vị thúc thúc biểu cảm rất hảo ngoạn, cho nên đã ở một nhang bên cạnh che miệng cười trộn. Các ngươi. Đủ cảm giác được chung quanh vài cái vui sướng khi người gặp họa ánh mắt cùng với tam con lớn ý cười văn sâm bất đắc dĩ nói tiết mục tổ dù sao không có quy định không thể cùng nhau tìm đợi lát nữa chúng ta cùng nhau hành động có thể cho nhau đổi một chút nguyên liệu nấu ăn quý lâm nguyên che giấu cười cười sau đó lập tức nói chung quanh công tác tổ nhân viên khi bọn hắn không tồn tại a à? liễu dư an cũng đi theo gật gật đầu ta muốn nguyên liệu nấu ăn cũng rất ít may mắn hắn cá nhân tương đối ăn chay đồ ăn cho nên điểm một cái nhiều màu thức ăn chay này tài liệu tự nhiên hảo tìm một điểm văn sâm nghe trong lòng hơi hơi có chút an ủi đi chúng ta lập tức chung quanh đi xem may mắn vừa mới ăn món điểm tâm ngọt điếm bụng bằng không nói xong văn sâm hướng nhân viên công tác chỗ phương hướng nhìn thoáng qua thắc hố bọn họ còn tưởng rằng gọi món ăn có thể đủ ăn đến nói món cây tứ xuyên kết quả cuối cùng bọn họ hố đến bản thân trên người. Sau đó, văn sâm ba người liền ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ xuất môn tìm nguyên liệu nấu ăn đi, đây là mặt khác một phen chuyện xưa. Mà một nhang, lại sau khi rời khỏi cũng nên đón một cái nhiệm vụ tạp. Của nàng nhiệm vụ tạp thượng viết là văn sâm ba người nói muốn làm năm đạo đồ ăn. Phân biệt là nhiều màu thức ăn chay, đậu xào kiểu tứ xuyên, con kiến lên cây, cung bảo kê đinh, hương lạc tôm xem này năm đạo đồ ăn, trong lòng đã có để. Chính tông món cây tứ xuyên cũng có phần phe phái, thượng hà giúp dung phái, hạ hà, hà giúp du phái cùng với sông nhỏ giúp muối giúp đồ ăn, phe phái bất đồng, chế tác thủ pháp cũng lượt có sai biệt. Này năm đạo đồ ăn thiên hướng là dung phái, chú ý dùng lưu tinh tế chuẩn xác, hương vị tương đối ôn hòa, miên hương ngân nga, hơn nữa tên đồ ăn có đôi khi đều ẩn chứa một cái điển cố, thực đơn cũng tương đối truyền thống kinh điển mẹ của chúng ta nhiệm vụ là cái gì đâu ở một nhang xem suy xét thời điểm diệp vũ thánh hỏi sau đó nhón chân muốn xem lại bởi vì thân cao nguyên nhân có chút vất vả một nhang trong tay nhiệm vụ lý thật đúng không có ba cái tiểu gia hỏa có thể giúp vội bất quá nghĩ đến rỗng tuyết phòng bếp một nhang vẫn là nghĩ tới bọn họ muốn bận rộn sự tình cùng mẹ đi nhạc điểm củi lửa trở về đã xuất ra dẫn bọn hắn đi đi dạo ngày thường nhìn không tới phong cảnh cũng tốt. Hảo, ba cái tiểu gia hỏa cùng kêu lên thanh đáp, bọn họ vẫn là thật cao hứng có thể giúp mẹ vội. Sau đó, một nhan cấp ba cái tiểu gia hỏa thay đổi nhất kiện quần dài sau liền xuất môn. Dọc theo đường đi, một nhan gặp một ít địa phương dân trấn, sau đó ở bọn họ chỉ đạo hạ đi tới một cái rừng cây nhỏ. Tháng 6 thiên, trên núi thụ đều vẫn là xanh ung tươi tốt, muốn có thể làm củi lửa thiêu, cũng chỉ có thể theo trên đất nhặt một ít. một nhang động tác cũng rất thẳng thắn, nhìn đến có sẽ theo trên đất trực tiếp nhặt một ít, sau đó chỉnh tề chất đống ở cùng nhau đến. mà một nhang động tác chính là một lần, ba cái tiểu gia hỏa lập tức là được động đi lên, bị kích động lấy một nhang vì trung tâm, ở phụ cận nhặt lên. vừa nhặt hoàn cái thứ nhất, diệp vũ hành buông sau liền nhìn đến bản thân thủ bị dơ, cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được miếm miếng, sau đó nhìn nhìn một nhang thấy nàng không chú ý bản thân, sẽ lại nhìn nhìn nhạc hoàng một cái lại một cái cắt ca ca. Cuối cùng, vỗ vỗ tay nhỏ bé, làm bộ như không thèm để ý lại gia nhập nhạc xài đội ngũ chung. Tình cảnh này một nhang cũng không có phát hiện, nhưng cùng chụp nhiếp tượng sư lại chú ý tới. Ở trong lòng cảm thang một tiếng một nhang giáo dục hảo. Theo quay chụp bắt đầu, tam bào thai biểu hiện đến độ tốt lắm, có tiểu hài tử hoạt bát cùng nhu thuận, cũng có này tuổi hẳn là có hồn nhiên. Tóm lại một câu nói, chính là làm cho người ta xem đều không tự chủ được yêu thích. Mọi người thập củi lửa diễm cao. Không biết qua bao lâu, một nhang đám người liền đôi một đống củi lửa, theo số lượng thượng xem cũng không tệ, ít nhất có thể chống đỡ nàng làm xong năm đạo đồ ăn. Mẹ, thật nhiều a. À. Diệp Vũ Thánh nói xong, ánh mắt cọ lượng cọ lượng, đây chính là bọn họ người một nhà làm tới, hắn nhặt thắt lưng đều có chút toan, bất quá trong lòng hắn là tràn đầy cảm giác thành tựu. Ít nhiều các ngươi giúp mẹ vội đâu. Một nhan sủng nịch nói, mặt mày mỉm cười, này ba cái tiểu gia hỏa vẫn là cống hiến không ít. Hắc hắc, một đám nhất thời nở nụ cười. Lúc này một nhan mới chú ý tới, nhà mình ba cái tiểu gia hỏa đã biến thành hoa miêu. Một nhan vừa xem qua đi thời điểm, ba cái tiểu gia hỏa tự hồ cảm giác lại lưu hãng, cho nên lấy tay ở trên mặt lau một phen ngay sau đó bọn họ trên mặt hắt ngân lại nhiều một cái một nhang xì một tiếng nở nụ cười một đám mèo hoa nhỏ cái gì mèo hoa nhỏ diệp vũ thánh tò mò hỏi sau đó hướng tới bên người bọn đệ đệ nhìn lại như vậy vừa thấy đột nhiên ha ha phá lên cười của các ngươi mặt rất bẩn a à. ca ca ngươi cũng giống nhau được không diệp vũ triết lập tức phản kích nói về phần diệp vũ hành cả người đều cương mặt hắn rất bẩn. Sau đó lập tức liền chạy tới một nhang bên người, ngẩng đầu lên sốt ruột nói. Mẹ, ngươi giúp ta lau. Một nhang là biết Diệp Vũ Hành có một chút nho nhỏ khiết phích, ở Diệp Vũ Hành nói xong sau, liền theo bản thân trong túi cầm giấy cấp Diệp Vũ Hành mềm nhẹ sát. Cảm giác bị lau sau, Diệp Vũ Hành trên mặt lập tức liền lộ ra mỉm cười. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Thừa lại hai cái cũng phía sau tiếp trước nói chờ một nhang đem ba cái tiểu gia hỏa đều lau sạch sẽ sau liền chuẩn bị đem vừa mới nhặt xài tấp kéo về đi chính là nghĩ tới cái này vấn đề khi một nhang có chút khó xử số lượng nhiều là hơn nhưng là lại không biết kéo về đi đúng lúc này xa xa có hai đạo thân ảnh chậm rãi ở kề bên là liệu thúc thúc cùng quý thúc thúc diệp vũ hành xem lập tức nói vừa nghe diệp vũ thánh cùng diệp vũ triết lập tức giơ lên chính mình tay rêu rao thúc thúc, chúng ta ở trong này. Rất nhanh, Liễu Dư An cùng Quý Lâm Nguyên hai người đã đến bọn họ trước mặt. Đi đến trước mặt, xem bọn họ trước mặt này đôi củi lửa khi, hai người đáy lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Bọn họ là nhân viên công tác thông tri thời điểm mới biết được một nhang đắc mang theo ba cái tiểu gia hỏa đến phía sau núi nhặt Sài. vào lúc ấy bọn họ mới biết được kia phòng bếp thật là rỗng tuyết. Cho nên bọn họ cũng tính toán lên núi một chuyến, làm chút củi lửa trở về, hiện tại xem ra bọn họ chỉ cần lấy có sẵn là tốt rồi này gia nhân thật đúng rất tốt hai người đối một nhang người một nhà đánh giá âm thầm cất cao nhất là quý lâm uyên hắn là có chút đoán được thân phận của một nhang lúc này xem đối phương biểu hiện trong lòng càng là bội phục mà có liễu dư an cùng quý lâm uyên hỗ trợ trực tiếp hiện trường dùng một bên tài liệu đem củi lửa trói ở cùng một chỗ trói thành mấy trói đã đi xuống sơn xuống núi sau, một nhan nhìn nhìn thời gian, đều đã hai điểm. Cho dù phía trước giữa trưa thời điểm có này điểm tâm ăn mồi, vài người trải qua buổi chiều mệt nhọc bụng đều đói thầm thì kêu. Thấy thế, một nhan cũng là hỏi hướng một bên nhân viên công tác, năm đạo đồ ăn nhiệm vụ chính là ở hôm nay nội hoàn thành là đủ rồi phải không? Đúng vậy. Được đến khẳng định đáp án, một nhan lại nhìn văn sâm đám người, ta gặp các ngươi có lấy mì sợi trở về, chúng ta trước hết đơn giản hạ bát mì ăn trước ngủ cái ngủ trưa sau tái khởi đến chuẩn bị bữa tối có thể ba người ngay cả vội vàng gật đầu bọn họ hiện tại thật là muốn đói biển bọn họ vốn là đến hưởng thụ mỹ thực kết quả hiện tại là tới chịu đói may mắn một nhang chuẩn bị món điểm tâm ngọt bằng không bọn họ hiện tại khẳng định là đói lấy đi bất động lộ hiện tại lại hảo tâm muốn cho bọn hắn làm mì sợi nhất thời xem một nhan ánh mắt tinh thần sáng láng cứu tinh a một nhan xem bọn họ ánh mắt cũng đi theo bất đắc dĩ cười này tiếc một tổ thật là rất ép buộc đi thôi chúng ta đi phòng bếp nấu mặt nói xong một nhan xoay người liền chuẩn bị đi phòng bếp đi đến một nửa quay đầu xem mặt sau đi theo ba cái đại nhân đúng rồi các ngươi ai sẽ nhóm lửa ba người liếc nhau hai mặt nhìn nhau này sẽ không a một lát sau, trong phòng bếp. Trải qua nhất tiểu hội ép buộc sau, hỏa rốt cục thiêu cháy. Quý Lâm Nguyên ở thổ táo sau xem hỏa, mà thừa lại hai người tính cả ba cái tiểu gia hỏa còn lại là ánh mắt sáng quắc xem một nhang. Muốn bắt đầu nấu mặt. Chương 20 20 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đáy nồi nước sôi thiêu cháy sau, một nhang trước tiên đem băm sau, hơn nữa dùng nước ấm quá quá một lần thịt mạc để vào đến trong nồi. Làm đáy nồi tràn ra nhàn nhạt mùi thịt sau, một nhan dùng nồi trước đêm này canh sung cấp mút sau phóng ở một bên. Rửa nồi, lại phóng thủy, chờ thủy khai sau đem mì sợi để vào trong đó, vừa vào thủy, mì sợi sẽ theo nước ấm ở trong nồi xoay tròn đứng lên, nhìn lại thời điểm thật đúng có như vậy một tia mỹ cảm. Lúc này, bảy bát ở trên mặt bàn nhất trí đẩy ra, Bắt đầu phóng đổi lên gia vị cùng với một chút nước sôi. Lúc này mì sợi đã chậm rãi hiện lên. 9. Một nhang trực tiếp đem mì sợi lao khởi đặt ở nước lạnh lý mò một chút sau phóng tới trong chén. Đồng thời, đem trước đó chuẩn bị tốt canh xuân dùng thìa múc nhất nhất cái ở từng cái trong chén, đồng thời phiêu phù ở bên trên vẫn là nhỏ vụn thịt mạc. Cô lỗ một bên văn xâm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng liền ngay cả có chút cao lãnh liễu dư an cũng là tha thiết mong xem đã đói bụng thời điểm đã nhìn cái gì đều là mỹ thực lại nhìn này thoạt nhìn cũng rất ăn ngon canh suôn mặt quả thực chính là khẩn cấp a nhưng là rõ ràng mục nhang này bắt canh suôn mặt còn chưa có hoàn thành trong lòng càng mong đợi đứng lên sau đó mục nhang cầm một điểm rau xanh phóng ở trong nước lăng cút đặt ở canh suông trên mặt sau đó đem trong tủ lạnh kia hai quả trứng sao phân đến sáu cái trong chén cuối cùng giọt dân hương du một chén canh xuân mặt xem như cơ bản thành hình có thể một nhang đối với một bên mấy người nói wow. ba cái tiểu gia hỏa kinh hỉ ra tiếng xem một nhang ánh mắt tinh lượng tinh lượng bọn họ là ở dùng thực tế hành động biểu đạt bọn họ đối một nhang tay nghề thích ừ ừ ở bọn họ trong lòng mẹ tuyệt nhất về phần văn sâm ở một nhang nói có thể sau liền lập tức mở miệng nói ta trước đưa bọn họ đoan đến trên bàn ai nha má ơi xem liền cảm thấy hảo hảo ăn a à. thật sự làm cho người ta khẩn cấp rõ ràng là đơn giản nhất canh xuân mặt đều làm ra tuyệt đỉnh mỹ thực cảm giác văn sâm vừa động liễu dư an cũng đi theo lập tức bắt đầu chuyển động lúc này quý lâm nguyên cũng theo thổ táo sau xuất ra xem kia mấy bát canh xuân mặt ánh mắt về một tiếng sáng cũng gia nhập đội ngũ chung về phần mục nhang xem kia một căn dưa chuột, chuẩn bị lại làm một cái chụp dưa chuột. Làm giống nhau chụp dưa chuột đại khái cũng liền vài phút chuyện. Củ tỏi, giấm chua, đường trắng, gia nhập dưa chuột cùng nhau rau trộn, dưa quân, một chén dưa chuột trộn liền tươi mới ra lô. Văn sâm đám người đã chuẩn bị cho tốt thì cùng chiếc đổ sau liền nhìn đến một nhang này một cái để chụp dưa chuột. Không nói chuyện, chính là đối với một nhang vương ngón tay cái. Một lát sau, một hàng bảy người, tứ đại tam tiểu rốt cục ngồi xuống trên bàn cơm. Lúc này, ba cái tiểu gia hỏa ngồi quỳ ở trên ghế, đem cái mũi để sát vào canh sun mặt, thật sâu hít một hơi, xem những người khác đều động đổ sau, cũng cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Trên bàn nhất thời vang lên hấp lưu hấp lưu thanh âm. Ở ăn thời điểm, mỗi người trên mặt đều mang theo hưởng thụ biểu cảm. Rõ ràng là giống nhau canh sun mặt, vì sao ngươi ăn đứng lên tốt như vậy ăn? văn sâm ba người lúc này trong đầu là nhất trí ý tưởng chỉ cảm thấy này một chén canh sung mặt làm cho bọn họ ăn kia cơ một cái muốn ngừng mà không được đồng thời đầu nhập bởi này trung vô pháp tự kềm chế về phần ba cái tiểu gia hỏa kia quả thực chính là hận không thể đem mặt mình chôn ở trong chén mục nhang lúc này cũng cầm chiếc đũa ăn lên thứ nhất khẩu mì sợi nhập khẩu tuy rằng co giảng cùng ăn kính cũng không sai nhưng là mục nhang vẫn là nhịn không được nhíu một chút mày nếu tươi mới bột mì bản thân làm mì sợi hội càng ăn ngon một ít. Khẽ ngẩng đầu, liền nhìn đến những người khác vùi đầu khổ ăn bộ dáng, trong lòng vẫn là rất vui vẻ, làm một cái chế tạo mỹ thực nhân, thích nhất nhìn đến chính là người khác hưởng thụ bản thân làm ra mỹ thực. Thầm thì, lúc này, chung quanh ở quay chụp nhiếp tượng sư cùng với nhân viên công tác xem bảy người ăn mì ăn khoan khoái bộ dáng, bụng đều có chút nhịn không được kêu lên. Xem người khác ăn cái gì ăn hương, này quả thực chính là một loại vĩ đại tra tấn A. Sau đó, trừ bỏ nhiếp tượng sư ở ngoài, cái khác nhân viên công tác yên lặng lui đi ra ngoài. Chỉ có thể nhìn không có thể ăn, bọn họ còn đãi ở bên trong tao gì tội. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Nhưng nhiếp tượng sư nhóm gần gũi cảm thụ kia Mỹ vị tra tấn đi, bọn họ không cùng với. Trong phòng thừa lại vài cái nhiếp tượng sư cùng không thể đi nhân viên công tác xem bản thân không lương tâm đồng bạn. Hai mặt nhìn nhau. Còn có hay không một điểm đồng sự yêu. Cho dù ở trong lòng ở điên cùng hét lên, nhưng là quay chụp hay là muốn tiếp tục. Mà ở nhiếp tượng sư màn ảnh hạ, mỗi người trong chén mặt càng ngày càng ít. Một nhang cùng tam bào thai hoàn hảo, ăn không tính đặc biệt mau, khả văn xâm ba người đâu. Bọn họ bác lúc này đã thấy đấy, ở ăn xong cuối cùng một ngụm mì sợi sau, càng là bưng lên bác hào khí đem bên trong thừa lại canh nước uống một hơi cạn sạch ăn xong thì thôi toàn bộ bác để kia kêu một cái không còn một mảnh đồng thời trên bàn dưa chuột trộn cũng bị trở thành hư không một bên đang ở ăn mì ba cái tiểu gia hỏa xem ánh mắt nhịn không được chớp chớp thúc thúc nhóm ăn thực mau a à. sau đó lại vùi đầu tiếp tục ăn lên văn sâm ba người xem rỗng tuyết bát, vuốt bản thân thành lớn bụng kia kêu một cái cảm thấy mỹ mãn ăn no một thân mỏi mệt tự hồ đều rút đi sau đó lại nghĩ đến buổi tối đại tiệc miệng đều không cảm thấy táp ba một chút ngày hôm đó tử thật là rất tốt đẹp nếu mỗi ngày có thể ăn đến liền rất tốt nghĩ xem một nhang ánh mắt đều trở nên không giống với đã nhận ra ba người tầm mắt một nhang hơi hơi ngước mắt sau đó nói như thế nào chính là cảm thấy nếu ai cưới ngươi ngày ấy tử quả thực quá tuyệt vời Ít nhất bị dưỡng béo 10 cân đi. Văn Sâm nói xong, xem một bên đang ở cầm trang giấy lau miệng tam bào thai, chế nhạo hỏi. Các ngươi ba ba béo sao? Văn Sâm tự nhiên là đang đùa, hắn cảm thấy có thể cùng một nhan sinh ra này ba cái tiểu gia hỏa ba ba, theo trên ngũ quan đến xem, nhất định là không lầm. Không mật. Ngươi cũng chưa ba ta suốt. Ba ta suốt, thật nhiều nhân gọi hắn nam thần ba cái tiểu gia hỏa vừa nghe đến văn sâm vấn đề lập tức kích động phản bác lên bọn họ ba ba tối suất đây chính là thật nhiều nhân công nhận bọn họ cũng cho là như vậy đâu mà văn sâm vừa nghe trước tiên vui vẻ bọn họ ba ba thật sự so với hắn xuất sao bất quá tiếp theo thuấn nhưng là theo ba cái tiểu gia hỏa trong lời nói nghe ra một điểm này nọ nam thần này xưng hô bản thân đã nói lên một vấn đề cho nên nói. Một nhan lão công cũng là vòng giải trí nhân vật sao. Này ý niệm ở văn sâm trong đầu chợt lóe lên, nhưng văn sâm bỗng chốc cũng không nhớ ra, lại nghĩ vậy là tống nghệ tiết mục, vội vàng liền đem đề tài này ít đi qua, dùng những lời khác đề đồ nổi lên ba cái tiểu gia hỏa. Ba cái tiểu gia hỏa bị biến thành thẳng bật cười, trong phòng bếp vang lên tiểu hài tử khanh khách tiếng cười, giống như nhất thủ tươi mát thoát tục âm nhạc nhưng là một bên quý lâm nguyên ở trong lòng yên lặng nói nếu hiện tại bị văn sâm đã biết bọn họ ba ba có thể là dịp hoài cẩn chỉ sợ cũng bị dọa đến về phần liễu dư an nghĩ đến gần nhất vòng giải trí tin tức xem tam bào thai như có đâm chiêu đứng lên một nhan nghe ba người tiểu gia hỏa lời nói thần sắc cũng chỉ là dừng một chút rất nhanh sẽ khôi phục bình thường dù sao bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn cho dù trong lời nói có lỗ hổng cũng không có gì hiện tại không nói, cũng chỉ là bị cho sáng tỏ chậm một điểm thôi. Đề tài này ít qua sau, mỗi người thu thập một chút bát đũa, rửa sau liền trở về phòng nghỉ trưa đi. Trở lại phòng sau, một nhan lập tức liền cấp ba cái tiểu gia hỏa tẩy sạch cái tiểu tắm. Tắm rửa xong sau, liền cùng nhau cùng ba cái tiểu gia hỏa nặng nề đi ngủ. Này vừa cảm giác liền ngủ đến 4 giờ rưỡi. Một nhan bị bản thân đặt ra di động tiếng chuông đánh thức ấn điệu tiếng chuông, một Nhan rời giường. Vốn đang nghĩ cẩn thận một chút rời đi, nhưng là một nhang vừa động, ba cái tiểu gia hỏa nồng đậm mà cuốn kiều lông mi liền giật giật, sau đó cầm bản thân tiểu béo thủ ở trên mắt trà sát, sau đó trước sau kêu nổi lên một nhang. Mẹ, ôm, nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, ba cái tiểu gia hỏa đều nhịn không được tác khởi kiều đến. Hảo, sủng nịch ứng một câu, một nhang theo tối bên ngoài dịp vũ thánh bắt đầu, một đám đưa bọn họ ôm lấy. Thân ái ôm ôm một phen sau, ba cái tiểu gia hỏa đều thanh tỉnh lại, xem một nhan nhất thời lộ ra một cái nhuyễn hồ hồ mỉm cười. Tỉnh đã tới sao? Một nhan hỏi. Ba cái tiểu đầu nhất thời một điểm một điểm. Chính là ít nhất dịp vũ hành ở điểm hoàng sau nhịn không được đánh ngáp một cái, sau đó ngượng ngùng cười cười. Xem bọn họ nhất cử nhất động, một nhan tâm nhất thời đều bị manh không cần không muốn sau đó mang theo này ba cái tiểu gia hỏa đi phòng tắm tẩy sạch rửa mặt, sau đó liền mang theo bọn họ ra phòng đi xuống lầu. Cùng trực một nhang nhiếp tượng sư ở nhận thấy được một nhang động tỉnh sau lập tức liền theo đi lên. Một chút lâu, đi đến đại sảnh, ba cái tiểu gia hỏa liền nhìn đến đặt ở trên bàn làm ra vẽ sữa. Buổi sáng đến thời điểm ba cái tiểu gia hỏa liền nhìn đến, nhưng là phía trước không nghĩ uống, hiện tại tưởng uống lên, trực tiếp liền đứng ở nơi đó bất động, ba cái tiểu đầu thấu ở cùng nhau nói thầm vài câu sau đó diệp vũ thánh đứng ra chỉ chỉ trên bàn sữa sau đó nói mẹ chúng ta có thể uống sao có thể một nhang gật gật đầu đây là tiết mục tài trợ thương tài trợ sữa vì đánh quảng cáo ba cái tiểu gia hỏa nguyện ý uống khi tuyệt đối là cho bọn hắn đánh quảng cáo được đến đồng ý sau diệp vũ triết liền lập tức ra tay trèo lên bàn sau thuận thế đệ mượn tứ bình đôi ở bản thân trước mặt. Hạ bàn sau, theo thứ tự cấp mục nhang cùng với ca ca đệ 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 đi qua. Ngoan. Tiếp nhận con trai cống hiến gì đó, Mục Nhang sờ sờ Diệp Vũ triết đầu. Con trai nhóm đều hiểu biết sự a, à, điều này làm cho nàng không hiểu có loại cảm giác thành tựu. Sau đó, cấp ba người vặn mở bình cái, làm cho bọn họ ngồi ở trong đại sảnh uống sau một nhang lập tức cầm hôm nay buổi sáng văn sâm ba người cầm lại đến nguyên liệu nấu ăn phải đi phòng bếp trong phòng bếp một nhang trực tiếp bắt đầu xử lý khởi buổi tối sở cần nguyên liệu nấu ăn dựa theo nàng cá nhân thói quen nàng thích đem sở hữu tài liệu đều chuẩn bị tốt sau đó mới bắt đầu nấu nướng cầm này đôi này nọ một nhang liền đi tới bờ hồ bắt đầu tẩy trừ đứng lên lúc này uống sữa xong ba cái tiểu gia hỏa đã vào được xem một nhang ở bên bờ ao vui vẻ vui vẻ đi lại mẹ ta đến giúp ngươi nói xong diệp vũ thánh đã tiến đến một nhang bên người chiếm cứ nàng bên trái vị trí thừa lại diệp vũ triết cùng diệp vũ hành cũng đi theo đi lại ta tẩy hảo sau các ngươi giúp ta đem tẩy tốt đồ ăn phóng tới bên kia tốt sao này thủy hẳn là sơn tuyền thủy vuốt băng lạnh lẽo cũng không thích hợp tiểu hài tử đụng chạm ách được rồi ba người trước sau đáp xem kia thủy có chút không tha một nhang bỗng chốc liền đã nhìn ra này ba cái tiểu gia hỏa rõ ràng là muốn ngoạn a à. lắc đầu một nhang tiếp tục làm nên trong tay sống đến một lát sau sau này đó nguyên liệu nấu ăn cơ bản đều đã tẩy tốt lắm ba cái tiểu gia hỏa luôn luôn sau lưng một nhang bận rộn đem mấy thứ này phóng tới trên bàn ngay ngắn chỉnh tề dọn xong Mục nhang ở khoa hoàng bọn họ sau liền bắt đầu dựa theo năm đạo đồ ăn đều tự sở nhu nguyên vật liệu tách ra phóng lên, đồng thời cũng thừa dịp cơ hội này giáo ba cái tiểu gia hỏa. Đây là cái gì? Cà rốt này đâu? Nấm hương. Một bên giáo, một bên đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn cấp phân xong rồi. Nhiều màu thức ăn chay. Cà rốt, hoài sơn, ngô nhân, đậu nành, ớt xanh đậu xào kiểu tứ xuyên. Đậu hũ, thịt bò hãm con kiến lên cây. Phan, thịt heo hãm, nấm hương cung bảo kê đinh. Đi cốt chân gà thịt, trứng gà, củ lạc hương lạc tôm. Tươi mới bạch tôm, khoai tây, hương cần, củ lạc nguyên vật liệu phân loại hảo sau, chính là đủ loại phối liệu. Gia vị Du, muối, kê tinh, sinh trừ, dầu vừng, trụ gia vị, đường, hương giấm chua, tương đậu, trao gia vị. Hành, gừng, tỏi, tinh bột hồng tiêm tiêu can hạt tiêu hoa tiêu phấn mè vừng ở ba cái tiểu gia hỏa trợ giúp hạ chờ một nhang đem mặt trên nguyên liệu cùng phối liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết hơn nửa bày biện chỉnh tề sau bên ngoài liền truyền đến động tỉnh văn sâm liễu dư an cùng với quý lâm nguyên ba người đang từ bên ngoài đi đến nhìn đến một nhang cùng ba cái tiểu gia hỏa thời điểm ba người còn sửng sốt một chút nhìn nhìn lại một nhang chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu bỗng chốc càng thêm ngượng ngùng. Cái gì đều nhường một nhang một nữ nhân cùng ba cái tiểu hài tử làm, có vẻ bọn họ rất vô dụng a. À. Có nhu cầu gì chúng ta làm? Quý Lâm Nguyên xem một nhang trước mặt tài liệu, dẫn đầu mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, muốn là chúng ta cái gì cũng không làm, đợi lát nữa ăn khởi này nọ đến cũng không an tâm a. À. Văn Sâm cũng đi theo nói, sau đó đụng phải chàng bên người yên tĩnh liễu dư an, người nói đúng không là? liễu dư an gật gật đầu xem ba người ngượng ngùng bộ dáng một nhan nghĩ nghĩ nói một cái nhóm lửa một cái phụ giúp vào với ta thừa kế tiếp giúp ta xem bọn họ ba cái một nhan nghĩ đến nấu cơm khi chuyên chú bản thân bỗng chốc liền phân phối tốt lắm nhiệm vụ nàng sợ đợi lát nữa nấu cơm thời điểm cố không lên ba cái tiểu gia hỏa có người hỗ trợ xem nàng cũng sẽ yên tâm một điểm ba người lúc này tỏ vẻ không thành vấn đề Bất quá đối với ai đi thiêu hỏa, ai đi trợ thủ, Thủy nhìn ba cái tiểu hài tử ba người nhưng là tranh lên, cuối cùng thông qua trảo cư phương thức xác định. Nhất xác định, đại gia liền bắt đầu đi bắt đầu chuyển động. Liễu Dư An nhóm lửa, văn sâm trợ thủ, Quý Lâm Nguyên mang tiểu hài tử, một nhang nấu nướng. Một nhang cái thứ nhất muốn nấu đồ ăn là hương lạc tôm. Nhường một bên văn sâm cấp khoai tây đi ra thời điểm, một nhang đang ở cấp tiên tôn tiễn đi tôn tu cùng tôn thương, sau đó dùng đao cấp tôn khai lưng đem tôn lưng tôn tuyến đi trừ hai ba lần, đã đem một cái tôn cấp xử lý sạch sẽ. Một cái tiếp theo một cái, ở văn sâm cấp khoai tây đi hoàng gia khi, một nhang vừa lúc ở dùng rượu gia vị cùng chút ít muối im chế tiên tôn, đem im chế tôn phóng ở một bên sau, một nhang đem kia khoai tây tiếp nhận sau, thập phần thuần thục cắt thành cơ bản lớn nhỏ đều đều trường đều sau đó là hồng tiêu đi tử đi cân cắt thành điều, hương cần cắt thành đoạn, can hạt tiêu cắt thành đoạn, trọn vẹn động tác xuống dưới, có thể nói là như nước chảy mây trôi. mà toàn bộ quá trình xem ở trong mắt quý lâm nguyên ba người trong lòng đối một nhang càng là bội phục đứng lên. tuy rằng buổi sáng món điểm tâm ngọt cùng giữa trưa canh xuân mặt đều chứng minh rồi một nhang là một cái đại trù thực lực, nhưng là chính mắt nhìn thấy đối phương thẳng thắng dứt khoát động tác, vẫn là không tự chủ được hội đối đãi Ba cái tiểu gia hỏa lúc này xem một nhan động tác, hưng phấn mà vỗ tay đến. Một nhan nghe được thanh âm, đối với ba cái tiểu gia hỏa cười cười sau, lại nhìn hướng thổ táo sau Liễu Dư An, có thể nhóm lửa. Liễu Dư An vừa nghe, lập tức đi bắt đầu chuyển động, bởi vì có buổi chiều kinh nghiệm, rất nhanh sẽ đem hỏa thiêu lên. Rất nhanh, bác tô liền nóng. Nóng lên, một nhan ngay tại trong nồi phóng thượng du, đại khái hơi hơi có yên thời điểm, đã đem một bên im chế quá tôm hơn nửa một chút tinh bột trộn quân sau để vào du trung, tạc tới vàng ống ánh khi lao ra, lịch can du. Tiếp theo cũng đem khoai tây điều để vào tạc thục, sau đó đồng dạng lao ra lịch can. Lúc này đem nồi bên trong du lao khởi lưu lại một chút, chờ khởi phao sau gia nhập tỏi phiến, gừng phiến cùng với can hạt tiêu đoạn sao hương, lại để vào hương cần đoạn cùng hồng tiêu đoạn, lại đem tạc tốt tôm cùng khoai tây điều để vào sao quân, cuối cùng để vào muối, kê tinh, sinh trừ, đường sao quân. Sao hảo sao lao khởi, bãi bàn, lại ở đấy nồi phóng một chút du, để vào hạt tiêu, dầu vừng, củ lạc cùng mè vừng, chờ bạo sao khởi yên sau dùng đại chức múc kiêu ở tôn thượng. Tư 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 du kiêu ở tôn thượng, nhất thời có nhiệt khí mạo khí, hương khí trung còn mang theo nhàn nhạt lạc vị. Hương lạc tôn cứ như vậy thu phục. Thơm quá a. À. Diệp Vũ triết này ăn vặt hóa xem này tôm đã nhịn không được ra tiếng nói. Khắc hai cái tiểu gia hỏa cũng mảnh gật đầu tỏ vẻ bọn họ đối bản thân mẹ duy trì. Lúc này Văn Sâm cũng nuốt một chút bản thân nước miếng nói. Ta đều nhịn không được muốn nếm thử. Văn Sâm thúc thúc, không thể thường, mẹ nói qua phải đợi mẹ toàn bộ làm tốt mới có thể ăn. Diệp Vũ Triết vừa nghe, lập tức đi theo nói. Văn Sâm vừa nghe, hoàng hồn, xem một mặt nghiêm cẩn Diệp Vũ Triết, trong mắt vừa chuyển nói. Mẹ ngươi với ngươi nói như vậy, có phải không phải trước ngươi ăn vụng quá? Vừa thấy tiểu gia hỏa này khuôn mặt chỉ biết này rõ ràng là nhiều chủ. Diệp Vũ Triết bị văn sâm như vậy nhất vạch trần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ. Văn sâm thấy thế, không chút khách khí nở nụ cười. Ha ha ha, thật là rất đáng yêu. Làm cho người ta nhịn không được đã nghĩ muốn đậu đậu a. À. Hừ văn sâm thúc thúc chán ghét bỏ lại những lời này dịp vũ triết nhất thời sẽ không để ý văn sâm về phần dịp vũ thánh cùng dịp vũ hành tự nhiên cùng bản thân đệ đệ ca ca đứng ở đồng nhất trận tuyến xem ba cái tiểu gia hỏa đối với bản thân thở phì phì bộ dáng văn sâm sờ sờ cái mũi của mình văn sâm chính muốn nói gì dỗ đứa nhỏ lời nói đến vãn hồi một chút bản thân ở tam bào thai trong mắt hình tượng mục nhang đã chuẩn bị nấu đạo thứ hai đồ ăn cho nên chỉ có thể lập tức đuổi đi hỗ trợ cung bảo kê đinh con kiến lên cây đậu xào kiểu tứ xuyên nhiều màu thức ăn chay kế tiếp này bốn đạo đồ ăn một nhang cũng là làm được thập phần thẳng thắn dứt khoát toàn bộ trong phòng đều tràn ngập đồ ăn hương khí mà lúc này một nhang nhưng không có ngừng trong tay động tác dùng thừa lại một ít tài liệu làm ra một chén ngay cả nồi nước đem canh cấp đưa lên bàn sau một nhang trở lại trên mặt bàn xuất ra dưa chuột cà rốt bắt đầu điêu khắc đa dạng điêu khắc hoàng sau liền bắt đầu bãi bàn bãi sờ mó hảo sau một nhan ngủ đồ ăn nhất canh xem như chính thức đã xong này ngủ đồ ăn nhất canh bãi ở trên bàn nhất thời hấp dẫn ở ánh mắt mọi người bởi vì chúng nó nhìn qua thật là cảnh đẹp ý vui cực kỳ cùng chụp nhiếp tượng sư nhóm đã sớm nhịn không được cho đặt tả cũng không đồng góc độ quay chụp tam bào thai tính cả văn sâm ba người cũng là vây quanh ở đồ ăn bên cạnh Xem này có thể trở thành là tác phẩm nghệ thuật thức ăn, mắt lộ ra ngạc nhiên. Mục nhang nhìn ra đại gia kinh tháng, cũng hơi hơi thở ra một hơi. Nàng hy vọng, chính là toàn lực làm ra mỹ vị tinh xảo mỹ thực, hôm nay thoạt nhìn, còn rất thành công. Lúc này, tam bào thai sau khi xem xong, vui vẻ vui vẻ liền chạy tới mục nhang trước mặt, sau đó nhường mục nhang ngồi sổng xuống tử. Mục nhang theo lời ngồi sổng xuống sau đó ba cái tiểu gia hỏa lập tức chu miệng lên ba ở một nhang trên mặt hôn một cái. Mẹ, ngươi giỏi quá, ba người thập phần nghiêm cẩn nói, thần sắc thoạt nhìn cũng là thập phần tự hào. Bọn họ mẹ có thể làm ra rất xinh đẹp, rất xinh đẹp đồ ăn đâu. Cám ơn, bảo bối của ta nhóm. Một nhang cũng theo thứ tự hôn lên trán bọn họ. Liền tại đây biên mẫu tử nhóm ở thân ái nóng nóng thời điểm, phòng bếp môn bị gõ sao, một bóng người rõ ràng đứng ở cửa khẩu